Alo. À, dạ alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em sinh được một cháu năm nay được 9 tuổi rồi, giờ em mới tháo vòng ấy. Em muốn sinh em bé nữa nhưng mà vòng kinh của em nó không có được đều ấy. Em cũng tính thế nào để có em bé ạ. Vâng. Tại vì vòng kinh em nó không đều mà em đến tháng em hay bị đau bụng ạ. À vâng. À, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Em chào chị ạ. Con 9 tuổi rồi em. Vâng, cháu nó lên lớp 3 rồi. À, con lên lớp 3 rồi. Thế em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 32 ạ. À, thế em đặt vòng lâu chưa? Em đặt một lần, em tháo thôi, em lại đặt một lần nữa được 3 năm rồi em lại tháo ạ. Từ những cái lúc mà mình không đặt vòng ấy, thì nó có lúc nào nó bị sơ sẩy gì không? Có lần nào có thai ngoài ý muốn không? Không ạ, em mới tháo được nửa tháng rồi ạ. À, lần này mới tháo được nửa tháng thôi gì? Vâng, nhưng mà lúc em đặt vòng hay là đến tháng em hay bị đau bụng ấy thì bác sĩ có nói là chắc là do có vòng đau bụng ấy. Bây giờ thì chu kỳ kinh nguyệt của em là bao nhiêu ngày? Rồi nhất thì nó bà lắm có gì 40 ngày mới thấy một lần, có khi 40 ngày mới thấy một lần nên nó không không đều tháng nào như tháng nào đâu ạ. Từ kể cả từ xưa đến nay nó toàn thế à? Vâng, nó cứ lên xuống thất thường ấy. Lúc có vòng hay không có vòng nó cũng thế. Vâng. Thực ra thì khi mà đặt vòng ấy thì nó cũng có thể nó ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là nó có thể gây ra những cái vấn đề mà người ta gọi là tác dụng phụ của vòng ấy, ví dụ như gây Vâng. xuất huyết giữa kỳ kinh, hay là gây đau bụng, hoặc là gây ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt, thậm chí nó có thể ảnh hưởng cả tới cái lượng máu của mỗi một kỳ kinh. Bây giờ thì theo chị thì thế này, có lẽ em cũng mới tháo có nửa tháng thôi mà, hãy cứ để bình thường cho cái chu kỳ của mình nó quay trở lại đi, sau khi mà mình tháo vòng ấy, để xem cái chu theo dõi thêm 1-2 tháng nữa để xem cái chu kỳ chính xác của em nó là bao nhiêu ngày. Bởi vì bây giờ thì sau khi mình tháo vòng mình theo dõi thêm thì mới biết được nó ổn định là khoảng như thế nào nhé. Thế còn trước khi mà có thai lần tới này thì em nên đi kiểm tra đi. Chị nghĩ là sau khi em sinh đứa thứ nhất cũng đã 9 tháng, 9 tuổi rồi. Vâng. Có thời gian nó cũng khá là lâu, mình lại đặt vòng nữa. Thế và tuổi của em thì bây giờ cũng đã là 32 tuổi, cái nội tiết của nó cũng có sự thay đổi, nó không giống như là khi mà mình còn trẻ ấy. Vâng. Đấy, chính vì thế mà trước khi có thai lần này thì em nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể nhé. Em có thể kiểm tra xem là mình sức khỏe của mình có tốt không, mình có mắc một cái bệnh gì đấy không chẳng hạn. Và đặc biệt là kiểm tra cả cơ quan sinh dục của mình. Theo chị thì tốt nhất em phải nên lên đến bệnh viện có chuyên về sản phụ khoa thì là tốt nhất. Bởi vì quan trọng là bây giờ mình khám xem là mình thực sự là người có cái chu kỳ kinh nguyệt nó dài như vậy. Có những người thì chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày, có những người thì 30 ngày, thậm chí có những người 45 ngày vẫn được tính là bình thường nhé. Thì lúc đó mới có thể tư vấn thêm cho em được. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Dạ vâng À, bạn trình bày câu hỏi của mình đi. dạ vâng à, chị ơi, bây giờ em sinh năm 94 ấy, thì là em lấy vợ thì năm nay thì được 1 năm, nhưng mà trước khi em lấy vợ ấy thì là khi mà của em lên với em ấy thì là của em đã có bầu rồi, nhưng mà đã không phải con của em, thì em chấp nhận cái đứa bé đấy là con của em và con em mà cưới ấy, thì được 1 năm, năm nay là được 1 năm ấy. Thì sau đó thì trước khi mà cưới ấy, thì em cũng nói hết hoàn cảnh gia đình em và cái con người của em ở thế giới thứ ba ấy, thì rồi em lúc đấy thì em nghĩ là mình sẽ lấy vợ thì mình sẽ thay đổi được tất cả ấy, thì Vâng. là vợ em chấp nhận tất cả, thì sau đó bọn em cưới nhau được 1 năm. Đến bây giờ vợ em là lý do là em là con người ở thế giới thứ ba nên là không sống được với em nữa, thế là vợ em đòi bỏ em Vâng. và bảo em viết đơn ly hôn, nhưng mà bây giờ em đang muốn là em phải làm như thế nào? Hiện nay thì bạn có muốn níu kéo cuộc hôn nhân này không?
Dạ, còn bây giờ thì em đã chấp nhận tất cả và em, khi mà em lấy vợ em ấy thì là coi như là ở cái thế giới thứ ba đấy thì em coi như em bỏ hoàn toàn rồi. Em chăm sóc và yêu thương hai mẹ con rất là, nói chung là tình cảm rất là sâu đậm ấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ em cũng không muốn là cuộc tình của mình nó đổ vỡ như vậy. Vâng. À, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, cho bạn lời khuyên nhé. Vâng. Vợ em sinh năm 96 ạ. Ôi trời, lại còn 96 nữa. 96 năm nay 19 tuổi, đã có bé 1 tuổi rồi đúng không? Vâng ạ. Thế là 18 tuổi thì hai người đến với nhau đều, hai bên cùng đều có vấn đề. Cô ấy thì có thai với một ai đó mà rất cần có một người nâng đỡ che chở để tránh trường hợp là bị gọi là trở hoang đúng không? Hoặc là tránh trường hợp là nuôi con một mình. Mặc dù còn rất là trẻ. Còn em thì lại suy nghĩ khác vì em biết là mình là người thế giới thứ ba. Cũng muốn lấy vợ đi để thứ nhất là khám phá xem là thực sự ra là với lại phụ nữ thì mình có say mê, có thích thú hơn hay không. Cũng là muốn là có vợ có con đi thì nó tập trung đầu óc ở đấy thì nó sẽ sao nhãng cái chuyện kia đi. Nhưng anh thấy có một điều là hơi lạ, có thể em còn rất là trẻ rồi em bị như thế nào đó. Em nói rằng là sau khi có vợ con thì em đã cắt đứt mọi những cái mối quan hệ với người đồng giới. Em tập trung vào yêu thương vợ con và hiện nay cuộc sống đang ổn định bình thường đúng không? Vâng. Lấy nhau còn rất là trẻ này, hoàn cảnh đưa đẩy hai người cũng rất cần tựa vào nhau để mà nó không xuất phát từ tình cảm, chưa xuất phát từ tình yêu. Một bên thì cần là có một đám cưới để hợp pháp hóa cái thai, một bên thì cũng muốn có vợ có con để mà mình điều chỉnh lại xem mình có, vì thực sự mình không muốn chìm đắm sâu vào cái chuyện quan hệ thế giới thứ ba đúng không? Vâng. Nhưng lấy nhau xong rồi thì cô có con của cô ấy và cô lại làm và ở bên ngoại, ở xa. Vâng. Còn em thì vẫn lại làm ở một nơi khác và cái cơ hội gặp gỡ cuộc sống hàng ngày vợ chồng nó cũng ít. Vâng. Rồi em có hay về thăm mẹ con cô không? Không phải đợt này mà trước hay sau khi cưới ấy. Có ạ. Trước đấy thì từ khi mà bọn em cưới là tháng 4 âm năm ngoái thì từ đấy đến Tết ấy. Rồi ấy thì là bọn em vẫn ở với nhau bình thường. Thì khi mà vợ em mới sinh đẻ xong ấy được 2 tháng nên là đòi xuống ngoại cho em vẫn cho đi. Đến Noel thì đòi xuống em vẫn cho đi, Tết xuống em vẫn cho đi. Coi như đòi cái gì được ở đấy như thế nào em chăm chút rất là chu đáo. Nhưng mà khi mà từ khi mà ăn Tết xong ấy, hôm mùng 4 Tết đấy là xuống nhà ngoại bắt đầu là đến hôm mùng 8 Tết em về ấy. Thì đến hôm mùng 10 bắt đầu là nói bảo là bây giờ đừng có xuống nữa rồi thế này kia ấy. Em có nghĩ rằng là lúc bí quá thì cô ấy chấp nhận cưới em làm chồng, là từ chấp nhận lấy em. Nhưng bây giờ cuộc sống ổn định trở lại rồi, cô ấy con thì cũng con của cô ấy, chẳng phải con của mình. Làm thì cô cũng tự làm, tự ăn, tự nuôi nhau và ở dưới nương tựa với nhà ngoại. Và nếu cô có khát khao thì khát khao những người đàn ông, những người mà mạnh mẽ. Và cô nhận thấy thì hình như mình không được đáp ứng được những cái điều mà cô ấy mong muốn. Một cô gái trẻ 19 tuổi, một nách một con, cần phải một người đấy vững vàng hơn, rắn giỏi hơn, đàn ông hơn, nam tính hơn để mà cô ấy có thể lâu dài gắn bó. Nhưng mà thấy không được cho nên là cô ấy nghĩ rằng là chấm dứt. Vâng, với cả là em còn là người khuyết tật nữa nên là chắc là cô ấy bỏ em. Em khuyết là khuyết làm sao? Nhưng mà em bị ở chân đấy. Em bị teo cơ ở chân nhưng mà em vẫn còn đi lại được. Hơi khó đi một chút thôi đúng không? Dạ vâng. Thế đấy cũng là một cái phần thêm vào. Bây giờ cô nói thế này thật sự ra cũng khó. Nếu người ta đã không muốn là cứ cố trên chạy rồi người ta không liên lạc nữa thì cũng không biết thế nào. Hãy nói chuyện với cô một lần. Và đấy, sức khỏe thì anh đúng là cũng có cái yếu, nhưng anh cũng cố đi làm mà cũng không đến nỗi khó khăn này. Còn cái chuyện kia mà bữa trước anh thổ lộ tâm sự với em ấy, thì thực sự là từ ngày mà có em và con đến giờ là anh tuyệt rồi. Không có nghĩ gì đến, bạn không có liên quan gì đến người khác nữa. Thế thì có lẽ khó khăn chỉ có là hai vợ chồng bây giờ nó không được ở gần nhau.
Vậy thì bàn xem có chuyện là em xuống đấy để ở cùng mẹ con cô rồi em cũng đi làm cái gì đó ở gần đấy, hoặc là cô ấy phải ra cái chỗ gần em ở. Thế dù là một cái căn nhà thuê có 10 m2, 15 m2 nhưng nó vẫn là gia đình. Ban ngày việc ai người làm, tối về cũng nổi lửa lên, cũng một cái gia đình, cũng có vợ, có chồng, có con. Thì rồi nó tăng thêm cái phần gắn bó, người ta mới cảm thấy là cần thiết. Nhá. Vâng, vâng. Cái duy trì hiện nay thì đúng là hình như là cũng hôn nhân chỉ giả hiệu để che mắt thế gian thôi. Chứ còn thì cái tính bền vững của nó kém lắm. Vâng. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn. Qua cái tâm sự của bạn trẻ này thì chúng ta có thể thấy rằng là cuộc hôn nhân của hai bạn trẻ này đến với nhau là một sự trao đổi. Và cuộc hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng rất là khó có sự bền vững. Qua câu chuyện này thì hai chuyên gia có ý kiến gì không ạ? Tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng là để mà lên xe hoa, để mà lấy được vợ, được chồng thì rất là dễ. Nhưng mà chung sống với nhau rồi có cuộc sống êm đềm hạnh phúc hay không thì mới là cái điều mà đáng quan tâm. Đích của các bạn, kể cả các bạn gái mà chót lỡ là có thai ngoài ý muốn mà người yêu không cưới, người bạn của mình không quan tâm, thì có nhiều cái biện pháp khác để có thể giải quyết vấn đề đó. Mà nếu mà bí nhất thì vẫn là hãy dũng cảm đối mặt với thực tế là mình làm người mẹ đơn thân rồi, mình còn có cơ hội để xây dựng gia đình, còn hơn là tắc lưỡi chấp nhận thôi lấy ai cũng được, đuôi què mẻ sứt, hay là ốm đau, hay kể ông già bà cả, hay là kể cả những người mà mình biết rõ ràng chẳng để làm gì, thì rồi tự mình sẽ mang cái phiền phức vào cho mình. Nhất là khi mà cái vai trò mà đóng giả, đóng thế, đóng giả vờ, làm đóng cưới giả vờ ấy, nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Vâng. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu thì bao giờ cũng có cái sự bền vững. Vậy theo chị Thúy Hải ạ, làm người phụ nữ thì chị có cái lời khuyên gì cho các bạn trẻ, nhất là các bạn gái khi mà đứng trước cái ngưỡng cửa hôn nhân ạ? Đối với bạn trai này thì thật sự là tôi rất tiếc cho bạn ấy. Bản thân bạn ấy đã là người khuyết tật, cho dù cái phần khuyết tật đấy nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của bạn ấy vẫn có thể đảm nhiệm nuôi sống được cái bản thân mình. Vậy mà chỉ vì một chút gì đó băn khoăn về giới tính của mình, một chút tự ti về cái sức khỏe của mình để mà lại phải chấp nhận lấy cái cô bạn gái này, như anh Đoàn nói đó là đóng thế, thực sự là mạo hiểm với cái tình cảm của mình. Và rất tiếc khi mà bạn ấy lại chọn nhầm đối tượng, khi cô bạn gái này lại không yêu thương bạn ấy và chỉ cậy nhờ bạn ấy trong những cái lúc khó khăn nhất. Khi cuộc sống đã ổn định rồi thì cô ấy sẵn sàng rũ bỏ ra đi và không có trách nhiệm với chính bản thân cô ấy cũng như với tình cảm của bạn trai đã dành cho mình. Ở đây thì tôi nghĩ rằng đúng như hai bạn nói, tức là cái cuộc sống gia đình nó phải xuất phát từ tình yêu. Còn nếu như mình không làm được điều đấy thì mình đừng dấn thân vào cái mà gọi là gia đình. Vì khi anh đặt bút ký vào cái tờ đăng ký kết hôn, hay nói cái khác là anh đã đặt một chân là một thành viên trong cái gia đình nhỏ hoặc là gia đình to mà anh không có trách nhiệm, và đặc biệt là anh không tôn trọng những cái người mà anh đã cam kết là sẽ sống cùng với nhau, thì tôi nghĩ sẽ rất là khó. Đây cũng không phải là chỉ bài học cho các bạn gái đâu, kể cả các bạn trai cũng thế, đặc biệt những cái bạn trai mà nó có một vài những cái điểm nó thiếu tự tin, các bạn hãy sống với chính cái khả năng của mình, đừng vì những cái điểm tự tin đó mà mình tặc lưỡi hoặc là mình đặt tình yêu của mình nhầm chỗ, thì cái tổn thất, cái mất mát nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần so với những cái người khác, và cái tổn thương đó nó sẽ kéo dài rất lâu cho chính các bạn đấy. Vâng, cũng hy vọng rằng thông qua cái câu chuyện này thì các bạn trẻ chúng ta sẽ có những cái bài học ứng xử trong tình yêu cũng như là trong cái cách lựa chọn bạn đời cho mình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Kiên Giang. Alo. Alo. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của em là em bây giờ là 39 tuổi ạ. Vâng. Và bây giờ em có con một quả thận, mà em quan hệ tình cảm với vợ là một đêm một lần, nhưng mà vợ bảo thế là nhiều, có nhiều lắm không chị nhỉ?
Vâng, cái băn khoăn của hai vợ chồng bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Ừ, tôi chào bạn. Em chào chị. Ừ, bạn có nói là năm nay bạn 39 tuổi đúng không? Vâng ạ. Ừ, bạn làm nghề gì vậy? Em làm nghề nông dân ạ. Nông dân à? Thế sức khỏe của bạn tốt không? Sức khỏe bình thường ạ. Bình thường. Bạn có thường xuyên đi tái khám rồi đi kiểm tra xem cái chức năng của hệ tiết niệu của mình có vấn đề gì không? Có đi khám nhưng mà bác sĩ bảo là quả thận còn lại thì nó to hơn quả thận bình thường. Thế hả? Tại vì thế này, cái điều đấy rất là quan trọng. Con người ta có hai quả thận thì nó, hai quả thận đấy nó hoạt động bình thường thì nó sẽ đảm nhiệm được cái chức năng bài tiết tiết niệu cho cơ thể. Thì khi mà bị mất một quả, hoặc là tức là khi chỉ còn một quả do bệnh tật hoặc là do vấn đề gì đấy, thì cái quả còn lại nó phải hoạt động gấp đôi cái công suất của nó, hay nói cách khác là nó phải hoạt động để bù cho với cho cái đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể. Chính vì thế ở những cái người mà chỉ còn một cái quả thận là phải rất cẩn thận, bởi vì phải chăm sóc, rồi là phải biết cách để mình hiểu như là nôm na như là cái máy ấy, phải biết cách bảo trì bảo dưỡng cho nó để nó mới có thể hoạt động bù cho cả hai cái quả thận. Thế ở đây thì hiện nay là bạn mới có 39 tuổi và tôi đã hỏi rồi, sức khỏe của bạn hiện tại chưa có vấn đề gì đúng không? Thực ra cái hoạt động quan hệ tình dục ấy nó là một cái lao động nặng ấy. Nếu như mà mỗi một lần mình quan hệ tình dục có chất lượng, hay nói cách khác là đúng với nghĩa của nó, thì các bạn trai phải mất rất nhiều sức. Tất cả các cái cơ quan đều phải tham gia vào cái hoạt động quan hệ tình dục đấy. Đặc biệt là hai cơ quan nhiều nhất đấy là chính là hệ tiết niệu và hệ sinh dục. Vợ em lo cho em như thế là đúng mà. Nhá. Em mà, nhưng mà nếu mà như em bây giờ là khoảng mà một tuần là mấy lần ạ? Cái chuyện bao nhiêu lần trong một tuần, rồi là cái tần suất nó như thế nào, nó hoàn toàn tùy thuộc vào sức khỏe của em. Ở đây tôi muốn nói nhấn mạnh ở em ở chỗ là nếu em là người bình thường ý, hai quả thận em còn tốt thì không có gì phải bàn. Thế nhưng mà ở đây là vì em là người rất cần phải được bảo vệ cái quả thận đấy. Chưa kể là bây giờ thì bác sĩ có nói là nó to hơn. To hơn là chỉ về kích thước thôi, còn chưa biết là cái chức năng của cái thận đấy nó có tốt hay không, nó có kéo dài được cho em hay không. Bởi vì khi hệ tiết niệu mà bị ảnh hưởng thì cái sức khỏe của em sẽ rất là có vấn đề. Đấy, chính vì thế mà nên đến tìm đến bác sĩ về hệ tiết niệu ấy. Người ta tư vấn cho mình cái cách chăm sóc sức khỏe như thế nào, bảo vệ sức khỏe ra làm sao, kể cả dinh dưỡng như thế nào, ăn uống, rồi sinh hoạt, quan hệ tình dục như thế nào, để cho cái quả thận còn lại nó khỏe, thì bởi nó mới không ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của em nhá. Chứ bây giờ em hỏi tôi là quan hệ bao nhiêu lần trong một tuần thì nó không có một cái công thức nào cả, và nó phải tùy thuộc vào từng người một, tùy thuộc vào thể trạng, tùy thuộc vào sức khỏe, tùy thuộc vào tinh thần, tùy thuộc vào rất nhiều thứ. Tuy nhiên cái vấn đề vợ em lo lắng cho em là rất đúng, và em nên chú ý tới cái vấn đề sức khỏe của mình. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Alo, chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, cho em gặp chuyên gia tư vấn. Vâng ạ. Hiện nay thì trong phòng thu của chúng tôi có anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học. Bạn có thể trình bày câu hỏi với anh nhé. Vâng. Ừ, anh Đoàn nghe đây. Vâng, em chào anh ạ. Ừ. Vâng, có chuyện thế nào? Em muốn... tâm sự công chuyện của em thì anh có thể cho em những lời khuyên mà. Em lấy vợ thì 2 năm, cái chuyện gia đình nó xích mích thì vợ chồng em mới gọi là ni thân thôi. Em chuyển ra ngoài á. Bây giờ em về thăm con cái thì vợ cứ ngăn cản, với cả bà ngoại nữa. Em cũng rất là đau lòng, mà mình không muốn con cái nó khổ như thế, mà bây giờ vợ với mẹ cứ ngăn cản. Rồi. Em được mấy cháu rồi? Em được 2 cháu rồi ạ. Thì em mới lấy vợ 2 năm 2 con rồi đấy. Nhanh mà. Vâng, cũng
Em ơi, thế ly thân thì mình dọn ra mình ở ngoài, thế còn vợ và bà ngoại ngăn cản không cho mình thăm con, tức là ngày xưa em ở với nhà ngoại đúng không? Vâng, đúng rồi, em ở rể. Ở rể. Thế xong rồi khi có hai đứa con rồi có những cái áp lực nhất định là mình ly thân, nhưng mà mình dọn ra ngoài mình ở một mình. Vâng, đúng Nhưng rồi, mà cái bây áp giờ lực thì cuộc sống ở ngoại thì em cũng muốn là hai vợ chồng ra, nhưng kiểu vợ em thì này không đồng ý chứ ở với mẹ vợ. em ơi, nhà bà ngoại có chật chội lắm không? Bà ngoại em thì nói chung là cũng có điều kiện, chắc là cũng có thể là có một cái điều kiện gì đó, xong gần như kiểu hôn nhân này không biết sao mà mẹ em thì cũng mất, vợ em thì cũng mồ côi bố như em thôi, thì em cũng thấy hoàn cảnh hai bên gia Nó đình giống giống nhau thì nhau. em thấy bên ngoại cũng thương thương người thì em tiến tới hôn nhân. Em ơi, bên ngoại là có một mình vợ em là con gái duy nhất đúng không? Vậy ạ. À. Nhà có hai mẹ con. Thế xong em về ở với người, đáng lẽ như thế phải rất vui. Hai người phụ À. nữ rất cần một người đàn ông rắn giỏi, chững chạc, hỗ trợ việc nọ việc kia, những việc nhỏ nhỏ vặt vặt. Chứ bây giờ việc lớn thì không có đâu. Cho nó vui. Và đặc biệt là chiều bà ngoại thì không quá khó đâu. Ở đây hình như em xem lại xem, mình thứ nhất là có mặc cảm rằng mình là thằng ở rể, cho nên là mình coi như mình là khách, mà mình không biết rằng là hai cái người phụ nữ ta đang rất cần người đàn ông phải coi cái nhà như nhà của mình. Hỏng đâu sửa đấy, chưa hỏng đã lôi ra sửa rồi, nhanh nhẹn rồi, tháo vát rồi vân vân. Cái thứ hai nữa là hay là mình có trẻ quá, mình cứ chịu khó mình lêu lổng mình chơi ở ngoài Không, và cái chuyện đấy thì em cũng không có đâu ạ. lêu Ra lổng thì chơi em lấy ngoài. vợ em thì em cũng rất là quý gia đình đồng bào, mà cũng tính em thì cũng không phải là chơi bời hay là không không đỡ đần vợ đỡ đần mẹ, nhưng có thể cái trong cái cuộc sống xung đột giữa hai gia đình hai bên, hoặc là mẹ em có cái sự ác cảm gì đó. Em đã phải tự dọn ra ở ngoài để rời mẹ vợ, rời vợ và các con. Điều gì mà thúc đẩy em phải làm điều đấy? Ra thì em thấy vợ em là một người cũng không hiểu biết, nhưng mẹ vợ em luôn lúc nào cũng dằn hát em trong cái cuộc sống một một cái mà nhiều cái chuyện nhỏ lắm. Thực ra là em cũng cố lín rồi, nhất là xe cộ em đi làm em có thể vác ở quê, nhưng vợ cũng không cho đưa xe vợ cho đi, rồi có nhiều chuyện ví dụ như là tôi không nấu cơm cho chồng ăn, bắt chồng ăn ở ngoài, em cảm giác như chẳng có tình cảm gì cả. Thế bà ngoại với vợ thì ăn ở đâu? Hay là người ta chỉ nấu cho Đấy, người vẫn ta nấu ăn? ở trong nhà, đấy vẫn nấu ở nhà bình thường, như thế thì Rồi. em nghĩ sao Cả nhà đã ăn uống vui vẻ, riêng mình thì bảo ra quán mà đấy đấy ăn. bảo là mấy quán ăn chẳng phải rửa bát hay làm gì cả, nói thế thì Hay là thấy mình chỉ biết ăn mà không lười quá, cái ỷ lại. tính em thì em đã là tự lập đi học từ từ Đi xa học. nhà rất lâu rồi, em có phải là người lười đâu, gia đình có điều kiện đâu mà nói là lười biếng gì, em chỉ suy nghĩ cho con nó đỡ khổ thôi, còn nếu mà vợ em quyết định ly hôn thì em cũng níu kéo mãi, hoặc là mình suy nghĩ nó cuộc sống còn dài, nhưng thôi nếu mà không không thể hàn gắn được thì đường ai nấy đi thôi, cái đấy là cũng là số phận rồi. Tất nhiên rồi, cố gắng hàn gắn mà không được thì đành chịu, thì đường ai nấy đi. Nhưng anh nghĩ là ở đây mình xem lại đi, xem có vấn đề gì về chết. Bây giờ nhá, em tự ái em tự bỏ ra đi, chứ người ta không đuổi, người ta không bỏ mày cút khỏi nhà tao đúng không? Ôi giời, em nói thẳng ra nó đuổi em chứ không phải là Thế tự hả? ái đâu ạ. Thế bây giờ em quay trở lại này, em không phải là đòi thăm con nữa, mà con hôm nay muốn là được nói chuyện với bà với nhà con một cách đàng hoàng, chứ không phải đến cứ đứng thập thò cửa bảo cu ơi ra đây bố trông, thế xong là Không bà có, được. em rất là ngoan, thực ra em gọi điện anh cho em gặp con nhưng bây giờ ngăn cấm. Rồi em vào nhà thì bảo mày không được vào nhà tao, thế thì còn nói chuyện gì nữa. Thế hả? Em về mặt nguyên tắc thì là vợ chồng em vẫn chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng. Thứ hai nữa là cái hành động mà đuổi ra khỏi nhà cũng là, nếu không vi phạm luật pháp thì cũng là vi phạm đạo đức.
cái việc mà giữ ngăn cản một người cha thăm người con của mình là cũng vi phạm pháp luật. Có lẽ hai mẹ con, cái bà ngoại với cô vợ thì cũng hiểu biết, chắc là không được thấu đáo lắm chứ. Sung sướng gì khi mẹ thì quá, cô con gái lấy chồng thì ở nhà xong rồi nghe mẹ, bây giờ thì một mẹ một con trông hai đứa con. Nếu như bực tức ở đâu tạo điều kiện cho, thà rằng bà cứ mắng té tát em ấy, là mày là thằng con trai, nhà tao là cần một thằng con rể tử tế đàng hoàng, bây giờ mày phải chịu khó thế này, mày làm thế kia, rồi mày phải sốc vác lên, hai mẹ con tao đã là đàn bà con gái, cần mày, mày lại thế nọ thế kia, còn dễ chịu hơn đúng không? Thì mình còn biết rằng mình lỗi ở chỗ nào, nhưng mà đây thế này thì hơi là khó. Không biết rằng là có thể nói chuyện với nhau một lần. Trong cuộc sống thì em cũng không thể vẹn 10 được, thì trong cuộc sống có cái sai hoặc có cái đúng, nhưng thực ra là mới cuộc sống gia đình mới hoặc em còn trẻ, nhưng bà này không bỏ qua những cái nỗi lầm của con một là con rể. Nó khó tính quá. Em có lăng nhăng gì không? Không, em thì lấy vợ rồi. Em mới hỏi thế bởi vì những thật ra phụ nữ rất dễ sống, bà ngoại rất dễ sống với cậu con rể, với điều kiện là con rể phải rất yêu thương con gái mình, và đặc biệt là không được lăng nhăng. Chứ các bà là rất ghét cái lại lăng nhăng với này nọ kia, cờ bạc lô đề. Nói chuyện đi, em rủ một người lớn, mời mẹ em, bố em hay là ông cậu, ông bác đến thưa chuyện với bà đấy. Các cháu nó lấy nhau như thế, nó cũng còn trẻ, người non dại như vậy, chẳng gì cũng có hai đứa con như thế. Bây giờ chẳng, nó dại đến đâu thì bà phải điều chỉnh, nhắc nhở, mắng vợ chồng nó coi con rể như con trai ấy. Chứ bà làm thế này thì chia rẽ vợ chồng chúng nó, rồi là chia rẽ bố với con của nó. Làm như thế cũng không tốt, và cũng sau này rồi các cháu nó cũng trách móc bà. Và hơn nữa thì đành rằng là cái thằng cu này nó có lỗi, nhưng mà có gì thì bà cũng uốn nắn dần chứ làm gì có thế nào thế kia. Nếu mình nói hết sức tình cảm về bản thân mình cũng nói đi, con còn rất là trẻ, con đôi lúc cũng thế nọ thế kia, con cũng có lỗi. Khi bà dọn ra ở ngoài, con mới thấy rằng là ban đêm nằm để nhớ mẹ, để nhớ vợ, để nhớ con. Và con cũng mong muốn là được mẹ tạo điều kiện là để về để sum họp gia đình, rồi qua đó thì có gì thì mẹ cứ dạy bảo thêm. Gia đình nhà mình nhún nhường, bản thân mình cũng rất là gọi là có tinh thần xây dựng. Đến nước ấy mà bà vẫn đối xử hay ăn nói một cách nó thiếu tế nhị, thiếu lịch sự, thì rồi mình nếu có quyết tâm dứt đi thì nó cũng không tiếc. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ rằng là không hà cớ gì mà chung sống trong nhà hai đứa con chỉ vì những chuyện nhỏ lẻ hàng ngày. Mình tự bản thân cũng kiểm điểm là không có lỗi gì quá lớn như là bồ bịch trai gái, rượu chè, ma túy gì. Thế còn chắc là có lúc thì lười, rồi lại thích thì nói thì lại chống không, rồi tức là những cái chuyện vặt vặt như thế thì ở đâu chẳng có, đúng không? Thì em làm đi, làm cố gắng ở cấp độ gia đình với lại bản thân mình cũng nhún đi để cho nó được việc. Nếu như mình cố gắng hết sức, mà đặc biệt là sẽ dành một buổi nói riêng với vợ ấy. Vợ là khi có mẹ mới nhìn thấy hai con, cảm thấy mình là nhất quả đất rồi. Nhưng mà nói thế chứ vợ em còn trẻ, hai đứa con nữa, mẹ thì sao đâu sống mãi được. Cô thì bây giờ một nách hai con cũng chả được, kể cả có ly hôn ấy, cái người khác người ta đến người ta gắn bó với cô cũng không phải là nhiều người sẵn sàng đâu. Thế đi, cố gắng hết sức đi. Thế xong rồi nếu không được thì mình có buông ra nó cũng không thấy rằng là do mình hấp tấp hay vội vàng. Chứ chẳng gì cũng hai đứa con rồi. Tuy là cũng còn trẻ nhưng mà nó cảm thấy nó chưa đáng để mà phải phá một cái gia đình, đúng không? Vâng. Với những lời khuyên của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng bạn hãy làm hết sức mình để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mình bạn nhé. Vâng, cảm ơn chương trình. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn.
chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Kiên Giang. Alo. Alo. Vâng, bạn có thể trình bày câu hỏi của mình đi ạ. Ở trong phía trong bên ngoài, trên đầu hậu quả bên ngoài có một cái một gì nó bằng ngón tay cái hộp, em sờ cảm nhận được. À thế ạ. Xem hỏi cái đó là có bình thường không ạ? Vâng, bạn lo sợ rằng đấy là cái hiện tượng bất thường đúng không? Yeah. Rằng chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Yeah. Bạn phát hiện thấy cái bất thường đấy lâu chưa? Dạ mới đây. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? 25. 25 hả? Bạn có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Ở ngay phía trên, cái cực trên của cái tinh hoàn đúng không? Dạ, quả tinh hoàn phía trong... hai bên, một bên thôi hay là cả hai bên? Em chờ một bên thì cảm nhận nó mềm hơn, nó nhỏ hơn hay là nó không có rõ như là bên đây, bên phải. Thế à, có ngoài ra em thấy nó có sưng không? Ví dụ có sưng hoặc là tinh hoàn bên đấy nó có mọng hơn hay nó có căng hơn hay nó đau hơn không? Dạ không, nó bình thường, không đau, em chờ bóp hay là gì đó thì em đang thấy bình thường. Tôi thì bởi vì là em tả như thế nó cũng rất là khó. Tôi cũng không hình dung ra là nó có phải là bất thường hay không. Thông thường thì nó màu tinh hoàn ở phía trên nó cũng có thể nó có cái cực của nó hơi nhô hơn, cao hơn một chút. Nhưng thường nó mềm mại và nó không đau. Nó không có dịch gì bất thường. Thế còn trong những cái trường hợp mà bệnh lý ấy, mà tinh hoàn nó thay đổi kích thước như vậy thì có thể gặp trong cái viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn hoặc là những cái bệnh lý liên quan tới thừng tinh thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Tốt nhất là nếu có điều kiện ý, thì em có thể đến bệnh viện huyện cũng được, bệnh viện huyện nơi em ở ấy, em vào khoa tiết niệu. Bác sĩ sẽ khám cho em, thì khi mà sờ vào khám thực thể thì mới biết được là nó có phải là vấn đề gì về bệnh lý hay không. Cái chỗ đấy thì chắc là em cũng rất là ngại, bởi vì nó khám ở cơ quan sinh dục thì mình hơi ngại. Nhưng mà tôi nghĩ là nên đi kiểm tra để cho nó yên tâm, bởi vì nếu như có những cái bệnh lý ở tinh hoàn ý, thì phải rất cần được khám và điều trị. Nếu mình không điều trị gì thì sau này nó sẽ ảnh hưởng tới cái tinh trùng của mình và nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc có con của mình. Chị cho em hỏi là cái cấu tạo của tinh hoàn nó chỉ có là chân bóng luôn là nguyên một quả không, hay là phía trên nó có cái cấu tạo nào đó em chờ em cảm nhận được? Nó là một khối liền, nhưng mà cái cực trên của nó có thể nó hơi nhô hơn một chút. Mình hình dung nó giống quả trứng ý, nó không phải là hình tròn đâu mà nó hơi hình elip, thì nó có cái cực trên ý. Thì là em có thể sờ thấy nó hơi nhô cao hơn so với cả cái khối bị ở dưới nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Vâng, chào các anh chị trong chương trình Cật và Tình Yêu. Em ở Hải Dương ạ. Vâng. Em có câu hỏi muốn... chuyên gia tư vấn cho em. Em năm nay 32 tuổi, nhưng mà em ở nước ngoài được 6 năm em về lấy vợ, nhưng lấy vợ cũng không tìm hiểu được. Được 2 tuần thì lấy, nhưng mà là hai vợ chồng về cũng không hiểu nhau nhiều, nên là suốt ngày cãi nhau. Từ cái việc nhỏ, cái việc to đấy là vợ chồng thì cãi nhau rồi. Nắm đúc thì em cũng chán. Cả ví dụ như là hai năm lấy nhau thì 3 lần vợ em nó thách em làm đơn ly hôn. Thế là đợt vừa rồi gần nhất thì là vào được 2-3 tháng này rồi thì vợ em sinh con ấy, thì được 1 tháng. Chỉ có việc bình thường thì hai vợ chồng cãi nhau, thì là vợ mày tao chí tớ mới cứ trước mặt bố mẹ chồng với này cả chồng nữa. Thì em thực tế thì em đi với vợ thì để thì được vợ đưa cho 4,5 triệu, 4,5 triệu thì đi thanh toán viện phí đấy, thì là thì hết hơn 4,5 triệu đấy. Về vợ
tiền gì mà anh toàn thanh toán nhiều thế, nên một anh chi phí cái thì cho vợ cho con anh cũng ăn tiêu gì về cho bản thân đâu, thế là vợ thế cũng nằng nhằng cãi nhau, hai vợ chồng tiền của ta tao nuôi xong rồi cãi nhau to, hai vợ chồng một vợ bỏ tiền tao từ khi sinh con, tiền của tao cái gì tiền của tao giờ. Em thì thật sự em nắm cái em cũng chán đi, chả biết như nào đi, nhờ chuyên gia tâm lý cho em lời khuyên. Vâng, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho bạn những lời khuyên nhé. Dạ vâng ạ. Ờ rồi, chào em, anh nghe hết chuyện vâng rồi. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Ờ, em là vợ mới sinh đứa thứ hai đúng không? Không, sinh bé đầu tiên ạ. À. Em 32 tuổi em mới lập gia đình. Về 31, 32 tuổi em mới có con. Rồi, tức là con còn rất là bé. Dạ vâng. Hiện nay hai vợ chồng ở riêng hay ở với nhà ông bà nội hay là ở... Ông vâng, bà... em ở với ông bà nội ạ. À, thế hả? Ở với dạ ông vâng. Bà nội. À, em có đi làm ăn gì không? Dạ, em thì nói chung là em về được 2 năm này, nhưng mà em chồng anh chị em ấy thì là hai anh chị đều đi Đài Loan cả thì... còn mấy xa sủa thì mấy cái cháu thì bố là ông bà bố là ở nhà làm mấy năm này cũng đi làm, mẹ ở nhà mình trông cháu mẹ làm mấy xa sủa ăn. Vâng, thì cũng không làm ngoài. Thế còn vợ em thì làm cái gì, vì ban nãy vợ em thì làm ở công ty, làm khu công nghiệp, công nhân bình thường. Rồi ít ra thì cô đi làm khu công nghiệp trên tháng được có vài triệu. Còn mình dạ ở nhà thì mặc dù mình cũng làm việc nhưng mà mang tiếng thì là vẫn là lâm dân đúng không? Dạ vâng. Ờ, cũng mình cũng chưa mức độ là phải nhờ đến vợ. Nhưng mà về cảm nhận thì cô vẫn nghĩ rằng giá em cũng đi làm công ty, giá như em cũng mở những cửa hàng cửa hiệu nọ kia. Hoàn cảnh nhà mình thì trước đây thì mình đi. Dạ vâng. Thế xong bây giờ mình về thì là anh trai với chị dâu đi thì thay nhau ở nhà có người để trông ông bà cộng với các cháu đúng không? Dạ vâng. Ừ, thế nhưng vì cái công việc của mình ấy nó không ra cái thu nhập mà nhìn thấy một cách rõ ràng, cho nên cái trong mắt của vợ em thì nghe có vẻ hơi bì tị một chút rằng là tao làm ra tiền, cái việc mà em chi tiêu hết 4,5 triệu cho cái hôm mà vợ đẻ mà cô ấy nói rằng là tiền của cô ấy làm, cô ấy tiêu không được gì cần đến ai, trong cái giọng nói ấy có ý là cậy của mình. Thế rồi là những thứ lặt vặt thôi, bởi vì cô đang sống cùng với nhà em, rồi cũng chỉ đi làm công ty. Thực ra gọi là mâu thuẫn lớn thì không có, hoàn toàn vì những cái câu ăn câu nói, lời ăn tiếng nói, cư xử này khác ở trong gia đình. Nhớ rằng vợ em mới sinh con, lại ngồi đấy không đi làm được, lương lậu nó sẽ không có. Rồi bản thân mình thì cũng không phải là có kinh tế khá giả gì, và lúc này là lúc nuôi con, cho nên con người cũng dễ cáu bẩn và thay đổi tính nết sau từ khi sinh con. Mình hãy nhớ rằng là thằng cu nó ngày một lớn dần lên, mình cũng biết kiềm chế một chút, làm việc nọ việc kia đi, ngoài cái chuyện mấy xào ruộng ra thì việc nhà việc cửa, chăm các cháu, chăm vợ chăm con. Mà lúc mà nó vợ mà có lắm điều lắm lời nói, cứ nói ngồi nói chán thì thôi, cái gì mà nó có quá đáng thì mình mới có ngồi phân tích tử tế, còn nếu không á mình cứ đi làm việc đi, hạn chế những cái chuyện cãi nhau tới đôi tới ba. Anh nghĩ như thế là một cách để... Em nhớ rằng không có nhà nào là vợ chồng không có những cái lời ra lời vào hay là xích mích, cái chuyện mà lúc nào cũng quý nhau, anh em ôm ôm ấp ấp chắc là chỉ có ở trong phim ảnh thôi, còn cuộc sống là như vậy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho gia đình bạn sẽ tìm được lại hạnh phúc. Chị em xin hỏi, như là em bị viêm mừng cả 10 năm rồi đó, mà em tính đi đình sản, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ừ, chị chào em. Làm chào chị. Em nói là em định đi đình sản là làm gì em? Em đi mà tính đi đình sản là mình có sanh đó chị. À, nhưng mà em định làm phương pháp là thắt cái vòi trứng lại á, tức là làm... Dạ, dạ. Ừ, em có mấy cháu rồi?
Em bốn cháu rồi. Em hỏi chị, em xin hỏi chị coi như có biện pháp nào mà để dành cho phụ nữ mà không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hả chị? Kể cả biện pháp đình sản cũng không ảnh hưởng gì tới sức khỏe mà. Tức là bình thường ý, thì cái nội tiết sinh dục nữ ý, là nó do buồng trứng nó sản xuất ra. Thế khi mà em muốn đi đình sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng thì nó chỉ có tác dụng là ngăn không cho trứng từ buồng trứng xuống phía dưới tử cung để cho nó không có thai ngoài ý muốn thôi mà. Còn nếu em muốn sử dụng phương pháp mà đình sản nữ đều tốt mà, nó không ảnh hưởng gì. Bản thân em bây giờ cũng đã 4 con rồi, nuôi con thì chắc cũng rất là vất vả đúng không? Thế mà mình thì lại bị viêm nhiễm kéo dài như thế, điều trị nó cũng khó. Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của em, kể cả cái cuộc sống vợ chồng. Vì thế em muốn sử dụng phương pháp đấy đúng không? Dạ, mà em hỏi chị như em bị viêm rồi có ảnh hưởng đến sau này nó teo không á chị? Với ảnh hưởng đến thần kinh không á chị? Tại vì người nói đi định nói gần sau này thần kinh nó không được bình thường. Thần kinh của mình á? Tức là cái tâm lý của mình á? Dạ, cái trí của mình á chị? Không có em. Khi mà mình bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì nó chỉ làm cho mình khó chịu thôi. Tất nhiên là nếu như để những cái trường hợp viêm nhiễm kéo dài thì nó sẽ có những cái biến chứng nó không có lợi. Ví dụ như là nó có thể mắc các cái bệnh lý của cơ quan sinh dục thôi. Chứ nó không có ảnh hưởng gì đến thần kinh hay là trí nhớ hay là những cái chuyện khác của mình đâu. Nhớ. Cho dù như thế thì vẫn nên đi điều trị cho nó khỏi. Chắc là có thể em bị viêm cổ tử cung lộ tuyến cho nên điều trị nó rất là lâu. Đấy, những cái trường hợp mà viêm cổ tử cung lộ tuyến như thế này em ở thành phố Hồ Chí Minh rất là tiện. Em có thể đến bệnh viện Từ Dũ cũng được, là cái nơi mà chuyên khoa hàng đầu về lĩnh vực sản phụ khoa ấy. Thì ở đấy nếu em muốn làm đình sản người ta cũng làm cho em rất dễ. Hiện tại mà không có nhu cầu sinh con nữa thì đấy là cái phương pháp mà nó mang lại cái hiệu quả bảo vệ cao nhất và nó thoải mái nhất cho cuộc sống của em. Sau này thì cả em cho em hỏi với chị như em ở quê á, rồi như đình sản ở trên thành phố với đình sản ở quê là cái nào nó tốt chị? Ở đâu cũng thế. Thực ra cái phương pháp đình sản bằng phương pháp thắt vòi trứng hai bên ý, thì bệnh viện tuyến huyện là người ta cũng đã có thể làm được cái phương pháp đấy rồi. Nó chỉ là một cái tiểu phẫu thôi, nó không có gì phải phức tạp cả mà. Cái đấy làm ở đâu cũng được, nhưng mà quan trọng là cái điều trị. Thì sau đó thì em sẽ phải điều trị luôn cả cái viêm cổ tử cung lộ tuyến ý, để cho nó khỏi đi, chứ không có nó cứ để bị đi bị lại tái phát như thế, nó cũng ảnh hưởng sức khỏe của mình không tốt mà. Nhớ. Em xin hỏi chị coi như em viêm lần đầu tiên thì em điều trị nó khó khăn không không chị? Nó tùy phương pháp, với lại tùy cái thể bệnh của em. Chính vì vậy mà tốt nhất tôi vẫn muốn là em có điều kiện thì em lên thành phố. Ở đó em sẽ được đánh giá cái tình trạng bệnh của mình, đánh giá cái mức độ bệnh và bác sĩ sẽ lựa chọn những cái phương pháp tốt nhất cho em. Trong trường hợp như của em mà đốt điện được ý, thì cái tái phát nó sẽ rất là thấp bởi vì em không có nhu cầu sinh nở gì nữa. Cổ tử cung của em nó cũng không đòi hỏi là phải mềm mại hay là phải thế nọ thế kia, thì em có thể sử dụng cái phương pháp đấy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Đồng Nai. Dạ nha. Vâng. Dạ thì em có một cái vấn đề, là em có quen một người bạn gái á. Vâng. Mà em thấy cổ bệnh hen suyễn á, thì em muốn hỏi là cái đường sinh sản ngổn sau này có ảnh hưởng gì không? Cô ta bị hen suyễn đúng không? Cô ta năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Bạn phát hiện là cô ta bị hen là từ khi nào? Thì cũng là một tháng này. Một tháng này bạn ấy biết, còn tiền sử bệnh tật của cô ta ra làm sao thì chắc là bạn chưa tìm hiểu đúng không? Dạ. Và bạn đang lo lắng là cái việc hen suyễn như thế nó có ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái sau này hay không? Dạ đúng rồi. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn nhé. Chị chào em. Dạ chào chị. Thế các em quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Em cũng 8 tháng rồi. Cũng 7-8 tháng rồi. Mà mới gần một tháng nay mới biết là cô ta bị hen à? Dạ. Nó đi làm không rồi thì bình thường thì đến nhà chơi, đi du nhật. Cái thời gian là mình không có ở cạnh nhau nhiều cho nên không biết là cô ta bị hen chứ gì. Hay là hen nó cũng mới xuất hiện gần đây? Qua người bạn đó là cũng lâu rồi kìa. Thế em đã, tức là về mức độ thân mật ấy, em đã đến nhà cô này ví dụ như là ngồi chơi cả buổi tối hay là đi chơi với nhau, đã có khi nào đi chơi với nhau cả một buổi chưa?
Dạ có luôn rồi chị. Em có dạ. thấy cô ta xuất hiện cơn hen không? Dạ không chị. Chị hỏi như thế là bởi vì như này này, cái hen suyễn ấy, nếu mà hen ở mức độ rất là nặng nhá, thì có thể dạ. là cái khi mang thai này, rồi là cái khi sinh nở ấy, thì cái đường hô hấp của cô ta là nó có vấn đề thì phải chú ý. Chứ còn bảo hen suyễn mà nó ảnh hưởng đến cái đường sinh sản ấy, để mà ảnh hưởng ví dụ như là đến cái sự rụng trứng này, đến cái sự thụ tinh này, thì nó còn xa vời lắm em ạ. Yeah. Nhá, nếu nói ảnh hưởng thì có ảnh hưởng là nếu cô ta cứ độ một buổi chiều lại lên cơn hen rút khó thở ấy, thì sức khỏe nó sẽ kém và chắc chắn lúc đấy chăm con nó sẽ kém đi nhá. Chứ còn em đã đi chơi cả một buổi và bản thân em cũng không phát hiện ra cô là bị hen, thì chị nghĩ rằng là cái mức độ hen cũng như là sức khỏe để bị ảnh hưởng bởi hen có lẽ là nó không cao ấy, cho nên em không phát hiện được ra. Vì vậy là cái chuyện lo lắng đến sức khỏe sinh sản thì đúng thôi, nhưng mà trong trường hợp này thì nó cũng còn hơi xa xa, mình cân nhắc những cái yếu tố khác nữa đi nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Vâng, chúc bạn hạnh phúc. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Anh ơi, em có một chút điều băn khoăn như thế này. Em thì năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Vâng. Và em sinh ba cháu, cháu đầu thì là coi như bị bại não, đến cháu thứ hai bình thường và cháu thứ ba cũng bị bại não như thế. Em sinh cháu trai thì đều như thế, hai vợ chồng thì cũng bình thường, nhưng mà nhiều lúc mà chồng em cứ nghĩ là kiểu có con tại mình nên là coi như tại vợ nên con cái nó yếu đau như thế đấy. Vâng. Em rất băn khoăn thì em muốn hỏi chương trình xem thế này thì là coi như là về bản thân em hay là về bệnh tật của em hay là coi như là như thế nào mà kiểu chỉ con trai bị mắc bệnh như thế. Tóm lại là chị có ba người con đúng không? Có hai người con trai và một người con gái. Người con gái thì sinh ở giữa, hai người con trai thì là hoàn toàn bình thường. Cả người con trai đầu và người con trai út thì là bị bại não đúng không? Vâng ạ. Ngay từ khi mới sinh ra thì bác sĩ có nói tại sao nó bị như thế không? Không ạ. Vì lúc em sinh ra có lý do. Rất bình thường, không biểu hiện bất cứ một cái gì của bệnh bại não cả. Nó là một đứa trẻ bình thường, không ai phát hiện ra được. Cháu thứ nhất thì là coi như lúc 2 tháng 2 năm ngày thì cháu bị coi như là viêm phế quản cấp đấy. Thế xong rồi từ ngày đấy là bắt đầu cháu cứ như thế, cháu bị bệnh luôn. Cho nên còn cháu thứ hai thì lúc coi như là 3 tháng rưỡi đấy thì lẽ ra những đứa trẻ bình thường đấy thì là nó sẽ cứng cái cổ, phần cổ của cháu lên. Nhưng mà đây thì tức là cái cổ của cháu nó vẫn yếu như cái đứa mới sinh ấy. Rồi tôi hiểu rồi. Từ lúc đấy là em phát hiện ra thì em tư vấn thì người ta bảo em là coi như là lên viện nhi trung ương đấy để coi như là kiểm tra. Thì em cũng cho lên đấy kiểm tra từ lúc cháu 5 tháng rưỡi 6 tháng ấy. Thế cháu thì kiểm tra xong thì em vẫn tập luyện cho cháu như là hồi phục chức năng đấy. Vâng. Thế từ ngày đấy thì em đến bây giờ em vẫn ấy, nhưng mà chồng em thì tức là không hiểu cho mình cái chuyện về chăm sóc con cái. Mà lúc bảo là ông bảo mình tự mình kiểu bệnh tật này khác thì để đứa con như thế. Vâng, đằng nào thì bây giờ việc nó cũng xảy ra như vậy rồi. Thế nhưng mà nếu mà thuận vợ thuận chồng cùng nhau góp sức của mình vào để chăm nuôi hai con thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều đúng không ạ? Thế nhưng mà cái băn khoăn lớn nhất của chị hiện nay đó chính là không nhận được cái sự chia sẻ của người chồng mà toàn nhận được những lời đay nghiến đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Và bây giờ thì đầu tiên chị Nguyễn Thị Bùi, chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ tâm sự với chị trước nhé. Cảm ơn chị. Chào em. Vâng ạ, em chào chị. Trước hết là chị xin chia sẻ với em về cái hoàn cảnh mà hiện nay em đang phải trải qua. Vâng ạ. Có ba đứa con mà lại hai con trai nó lại bị cái bệnh như thế, rất là buồn đúng không? Và vất vả nữa. Bây giờ là cháu đầu nó bao nhiêu tuổi rồi em nhỉ? Cháu đầu em năm 22, cháu sinh năm 87. À, 87, thế thì là 28 vâng. tuổi. Ừ. Thế cháu thứ ba, cháu trai thứ hai. Cháu thứ ba em sinh năm 2005 chị ạ. Về cái căn bệnh của các cháu ấy mà, thì chị nghĩ là em khi mà đi khám cho các cháu thì mình cũng nên hỏi các bác sĩ để xem là cái điều đấy là nó xuất phát từ đâu. Thì em có hỏi không? Ừ, em thì ngày đấy em không hỏi, em chỉ nghĩ là kiểu bệnh tật của cháu thôi, chứ em cũng không nghĩ là kiểu cái bệnh này nó phát từ đâu ra đấy. Từ đấy đến giờ là em không có cho đi khám và không xin ý kiến về mặt chuyên môn của các bác sĩ à? Chị ơi, em thì chỉ cho cháu đi chữa bệnh ở các nơi thôi, tất cả kiểu bệnh nhi trung ương với lại ở chỗ giáo sư Nguyễn Tài Thu, con mình bệnh tật như thế, người ta bảo bại lão thì
thì mình cũng ấy. Tức là mình rất tích cực trong việc chữa cho con rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy là những việc rất cần thiết, thật sự là như thế. Vâng, và phải nói là cả hai vợ chồng em đã rất nỗ lực rồi. Thế nhưng nó có một việc, đó là vì sao các cháu nó bị như thế, đúng không nào? Cái mình lại không có thông tin. Ừ, và chính vì thế nó mới xảy ra một cái chuyện là gì? Là chồng thì nghĩ là do vợ và cứ trách móc vợ ở đây nghiến mình và làm cho mình rất mệt mỏi. Và bản thân mình thì mình cũng lại không biết rằng thật sự nó là do đâu cả. Cho nên chị nghĩ cái điều rất quan trọng là các em bên cạnh việc mình đi chữa nhá, tức là làm như thế nào đó để các cháu phục hồi chức năng ở mức độ tốt nhất, đúng không? Thì có một việc mình cần phải được tư vấn bởi các bác sĩ, đó là các cháu bị như thế là do đâu. Bởi vì khi mình có thông tin như vậy từ chính các bác sĩ điều trị ấy, mà nếu bản thân các bác sĩ điều trị mà họ cũng chưa đưa ra được một cái tư vấn chính xác, thì họ có thể mách cho em cái nơi mà em cần phải đi thăm khám cho cháu để biết xem là thật sự cái lý do nó là ở đâu. Làm các cái test rồi là chẩn đoán rồi đi đến một cái đánh giá rất là cụ thể là vấn đề nó như thế nào, thì khi đó em mới có thể là trao đổi cho nó rõ với chồng. Tất nhiên là ngay cả trong trường hợp mà thật sự là do em đi chăng nữa, đúng không, thì em cũng không mong ở phía chồng một cái chuyện là lại cứ đay nghiến mình, mà rõ ràng đây là nó là một cái sự không may, phải không nào? Và mình cũng muốn là cả hai vợ chồng thôi không may sinh con như thế thì sẽ cùng với nhau để mà nuôi dạy và làm thế nào để cho con nó phục hồi được tốt nhất. Thế thì chị thấy là thực ra nếu như mà vẫn mang cháu đi khám bình thường này, thế rồi là làm rất nhiều những cái công việc để mà có thể nó phục hồi chức năng tốt nhất, thì chị thấy như thế, tức là vợ chồng em đã cố gắng rồi, và cũng phải ghi nhận là anh ấy cũng đã có những cái nỗ lực, đúng không? Để cùng với mình. Nhưng có thể do là anh ấy chưa chấp nhận được cái đứa con nó bị như thế em ạ, nhá. Cho nên là suy nghĩ rồi nhiều lúc khi mà chưa chấp nhận buồn phiền thì cũng có một cái tâm lý đổ lỗi em ạ. Đấy. Thế thì mình cũng cần phải có thêm thông tin. Để mà đặc biệt là chồng của em ý, nên đi tư vấn trực tiếp, thì có thể chính các bác sĩ và những người làm tâm lý ấy, người ta sẽ giúp cho chồng em chấp nhận được cái hiện thực là mình rất là mong đẻ ra những đứa con nó khỏe mạnh, nó không làm sao, nhưng mà không may nó bị như thế, thì bây giờ mình nỗ lực để mà phục hồi cho các con, và đôi vợ chồng là cùng nhau cố gắng để mà ít ra thì cùng thông cảm với nhau, thì nó sẽ làm cho cái gánh nặng nó bớt đi em ạ, nhá. Ừ thế nhá, chị chúc là mọi việc nó sẽ suôn sẻ đối với hai em nhá. Vâng, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của cảm ơn chương trình của chị Nguyễn Thị Mùi rồi em. Vâng, xin chào chị nhá. Vâng, em chào. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Bắc Giang. Alo, tôi đây ạ. Vâng. Xin chào chương trình ạ. Vâng. Báo cáo với chương trình là vì năm nay là tôi 50, bà là 45. Vâng. Nên là tôi rất ngại là gọi chương trình, nhưng mà năm nay cũng đánh bảo là gọi chương trình, nhờ chương trình tư vấn cho là vấn đề vợ chồng bây giờ là gần gũi nhau, là khi mà quan hệ là bà cứ kêu đau. Vâng. Cho nên là muốn tư vấn xem cái thuốc men cái gì để cho vấn đề, như là hai năm nay là bà không muốn gần, nên là muốn hỏi chương trình ạ. Vâng. Tôi rất là ngại, là cứ liều đấy ạ. Vâng, vợ anh năm nay là 45 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Còn anh thì là vâng. 50. Vâng. Anh có đang băn khoăn là cái chuyện quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng là trục trặc từ 2 năm nay đúng không? Tức là bà đau ạ. Anh chị lấy nhau là bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi năm nay khoảng 30 năm nay rồi. Thế ạ? Các con lớn hết chưa? Vâng, các cháu xây dựng hết rồi ạ. Tức là đã có cháu nội cháu ngoại rồi ạ? Vâng. Thế ạ? Hôm nay là liều vợ chương trình ạ. Rồi. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Vâng, chào anh ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, thế thì là cả hai vợ chồng vẫn còn đi làm anh nhỉ? Vâng, nói chung là bây giờ chỉ làm nhùng nhằng thôi ạ. Chị còn kinh nguyệt không anh? Dạ hết rồi ạ. Thế coi như là mãn kinh rồi đấy, đúng không? Vâng, vâng. Vâng, thì ở cái tuổi mà phụ nữ mãn kinh ý thì nó như thế đấy ạ. Các cái hoạt động về nội tiết ấy thì nó cũng đã bắt đầu, nó đã giảm rồi chứ không phải là bắt đầu nữa. Nó làm cho cái hứng thú mà có quan hệ ấy, nó cũng kém đi. Cái thứ hai nữa là khi mà cái việc tiết nhầy ấy nó kém anh ạ. Một là do tuổi tác, hai là cũng có thể do viêm nhiễm hay gì đó, thì cái tiết nhầy nó kém.
thì khi quan hệ thì cũng thường đau. Vì vậy là thực ra thì đúng là đến cái tuổi như là anh và chị ấy, thì để mà có một cái quan hệ tình dục mà nó hài hòa và nó sung mãn ấy, thì chắc là nếu như mà anh muốn tìm hiểu thêm ấy, vì ở chương trình không có nhiều thời gian để nói với anh, thì có những cái sách họ nói khá tỉ mỉ từ yếu tố tâm lý anh ạ, đến yếu tố thể chất. Ví dụ như là yếu tố tâm lý thì trước khi mà chung chăn gối thì cái người phụ nữ nhu cầu họ muốn cái gì, họ muốn thì có nghĩa là nam giới đáp ứng như thế nào, thế rồi là những cái đáp ứng ấy nó làm thế nào để mình biết được rằng là mình đã gây được hứng thú và đưa được vợ đến ở cái trạng thái gọi là kích thích, sẵn sàng để cho cái ham muốn tình dục. Nếu ở cái trạng thái đấy thì các cái cơ ở bộ phận sinh dục ấy nó giãn nở và trong đấy nó có âm đạo nữa, cái việc quan hệ thì nó sẽ đỡ đau. Có một cái giải pháp nữa, nếu mà là do cái thời gian để mà gây hưng phấn nó ít quá, cho nên cái người phụ nữ không đủ thời gian để được kích thích, để được tiết nhầy, thì cái đấy thuộc về gọi là nghệ thuật của nam giới đấy anh ạ. Thế thì có thể tìm cái sự trợ giúp là ở hiệu thuốc ấy ạ. Họ có bán các cái kem để mà bôi để cho tăng tiết nhầy, hỗ trợ cho những cái trường hợp như thế anh ạ. Thế thì nó có nhiều kỹ thuật lắm, dạ ở trên đài thì không có thời gian và cũng không thể chia sẻ thật là chi li. Thì có rất là nhiều tài liệu nó hướng dẫn cái chuyện này, thì anh chịu khó đọc thêm tài liệu anh nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và hy vọng là vợ chồng anh sẽ luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em lấy chồng cũng được hơn 25 rồi. Vâng. Như vợ chồng em chung sống với nhau thì chẳng như em cũng người chồng thì anh cứ cờ bạc với nát rượu đấy. Vâng. Tàn bạo đánh đập mẹ con em trong những thời gian chung sống với nhau như vậy, em cảm thấy rất là bức xúc. Vâng. Đến giờ phút này em cảm thấy em không chịu được, thì em muốn hỏi chương trình là em có nên ly hôn với anh ấy hay không? Đó, con em đã cũng lớn rồi đấy. Vâng. Như các cháu đứa thứ hai thì em nó cũng muốn em ly hôn với bố nó cũng không muốn em sống cùng bố nó nữa. Thì em muốn hỏi chương trình là. Vâng ạ, câu hỏi của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ôi, chị chào em. Em chào chị ạ. Chị thấy em cũng vất vả quá nhỉ, đúng không? Cái hiện tượng mà chồng cứ cờ bạc nát rượu đánh đập thế thì nó xảy ra lâu chưa em? Thì em lấy anh được năm nay là 24 năm rồi. Nhưng trong thời gian 15 năm sau cùng này thì là anh ấy lại càng bị nát nhiều rượu, anh nghiện rượu đó. Rồi. Anh nghiện rượu mà ngày nào anh cũng uống, mà cứ uống vào thì lại cứ chửi bới vợ con, không cho mẹ con em ngủ đó. Rồi. Nên hôm nay chị hỏi một chút này. Sự can thiệp của ở tiểu khu này, mới ở bảo vệ xã này cũng vào can thiệp nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không được. Cũng làm lập biên bản rồi nhưng mà anh ấy cũng không thay đổi được. Đã đến cũng một lần ly hôn với anh ấy rồi, nhưng em thương con em lại về với anh ấy. Bây giờ em bảo em cố gắng cho các cháu lớn nó ăn học thành đạt đấy. Mặc dù khó khăn thì em cũng cố để mua đất để xây nhà, nhưng trong thời gian em xây thì anh cũng chẳng giúp được em cái gì mà em toàn vay mượn. Nên ngoài thì em mới lại em làm em cóp nhặt để em xây thôi. Bây giờ xây xong nhà rồi thì em cảm thấy là mình không thể chịu, không ở được nổi, mình có nhà mà không được ở đấy. Đêm hôm nếu mà anh em mà cứ rượu chè vào thì mẹ con em lại đi hình lang ấy. Thế hả, thế cũng vất vả quá nhỉ. Và thời gian nó không phải là ngắn nữa, nó là những 15 năm nay rồi, và em cũng đã rất là cố gắng vì là em muốn để cho con nó đỡ khổ, phải không? Nhưng mà nó không tiến triển tốt thì thế này này, nhưng mà có một câu hỏi là điều gì khiến em lại vẫn chưa muốn ly hôn? Bây giờ đứa lớn em nó cũng hơn 20 tuổi rồi, cháu học trường đại học công nghiệp, bây giờ cháu ra trường rồi, cháu cũng xin việc được, cháu có việc làm rồi là một này. Cháu thứ hai thì bây giờ nó vẫn đang học trường đại học kiến trúc, năm nay năm thứ ba, còn 2 năm nữa mới ra trường. Còn cháu thứ ba thì bây giờ nó mới học lớp 5, như ba cháu thì vẫn một mình em nuôi. Lúc ốm đau thì anh cũng không bao giờ đưa đi viện, mà có một mình em đưa con đi viện rồi thôi. Bây giờ em không ở được, em lại phải chuyển ra chỗ khác để em thuê nhà, em bán hàng. Mà nhà em thì em lại không ở được. Mà bây giờ em thuê chỗ khác bán hàng, mà mỗi khi về bây giờ họ lại không cho em về. Không, chị hỏi là điều gì khiến em lại không ly hôn, lại đắn đo ấy.
thì em sợ là con cái sau này nó lấy vợ lấy chồng nó ảnh hưởng. Cũng rất nhiều người lo lắng cho cái điều đấy, tức là nghĩ là khi mà con cái mình đến cái tuổi mà xây dựng gia đình ý, mà người ta tìm hiểu mà thấy là bố mẹ mà ở với nhau nó không êm đẹp, thậm chí là ly hôn chẳng hạn, đúng không? Và thì cố gắng là gìn giữ cái gia đình. Thế nhưng mà như thế là đòi hỏi mình sẽ phải cân nhắc đấy em ạ, nhá. Tức là mình có những cái ước muốn nó khác nhau. Một là mình muốn giữ một cái gia đình mà thực ra ở đây nó chỉ gọi là gia đình về mặt hình thức thôi, có đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Và thứ hai là mình muốn có được một cái cuộc sống mà nó yên ổn. Khi mà lựa chọn ấy thì mình sẽ chọn một cái gọi là nó đỡ tệ hơn so với cái kia em ạ. Vâng. Thì nếu như mà em đánh giá và em thấy rằng là cái việc mà em ở hiện nay nó quá khổ rồi và chịu đựng nó quá nhiều năm rồi, thì có thể mình sẽ lại phải nghĩ theo một cái hướng là con mình thì mình cũng đã nuôi dạy rất là tử tế, đúng không? Các cháu đều ăn học và bản thân các cháu đều thương yêu mình, và nó cũng có những cái suy nghĩ nó đúng và nó chín chắn, phải không? Thì sau này chị thấy cũng có rất nhiều những gia đình người ta phải ly hôn nhau do là bất đồng, thậm chí họ chả đánh cãi gì nhau đâu, nhưng mà họ không cùng chung một suy nghĩ nữa ấy. Thì họ ly hôn, nhưng mà sau đó thì những cái đứa trẻ đấy nó cũng vẫn có gia đình và bình thường em ạ. Chứ không có nghĩa là cứ bố mẹ ly hôn thì con cái sẽ khó khăn trong việc xây dựng gia đình. Nó cũng có những cái khó khăn, nhưng không có nghĩa là nó khó khăn đến mức mà nó không xây dựng được gia đình. Cái này là điều có thực em ạ, nhá. Vâng, thì em thấy ở nhà quê em thì cái này nó rất là ảnh hưởng. Nếu như mà em cảm thấy nếu mà em mà ly hôn với bố nó, em nghĩ là con gái em nó cũng chịu ảnh hưởng theo đấy. Cái thằng lớn thì em thì ý nó là nó lại không muốn em ly hôn với bố nó. Cái việc mà con của em không muốn em ly hôn có thể cũng xuất phát từ một cái nguyện vọng của cháu, là cháu nó cũng không muốn là có một cái lai lịch rồi để sau này nó đi lấy vợ nó có khó khăn, đúng không? Thì đấy cũng là một cái nguyện vọng mà cháu nó mong muốn. Vậy thì bây giờ nếu như mà em nói là chính là em xây nhà rồi là đất của em, vậy thì em hãy phải bàn cùng với các con xem là làm như thế nào để mà mình có thể có được một cái nơi ở nó đàng hoàng, nó không đến nỗi vất vả quá. Và người chồng là người mà không xây dựng gia đình, không đóng góp về mặt kinh tế, thì bản thân anh ý phải có những cái mà ứng xử như nào cho nó hợp lý. Thế còn nếu ví dụ như tất cả những cái điều đó mà đều không làm được, mà em vẫn đặt cái mục tiêu là vì các con, đúng không? Thì hiện tại phải đánh giá cái chỗ mà mình đang ở là nó có chấp nhận được không? Nó có đến nỗi quá khổ ải không? Nếu vẫn ở được và nuôi được con thì có thể sẽ lại phải coi cái việc là không ly hôn là cái lựa chọn ưu tiên hơn em nhé. Chuyện này thì các chị không thể quyết định thay cho em được, mà điều cơ bản nhất là em phải đánh giá được xem là cái gì là cái mà em cần ưu tiên hơn hiện nay. Chị nghĩ là ba đứa con và em có thể nên phải ngồi với nhau trò chuyện một cách cho nó đến nơi đến chốn nhé. Vì các cháu cũng lớn và có thể nói chuyện với nhau một cách rất là đàng hoàng, phân tích để mà đi đến một cái quyết định cho nó đến nơi đến chốn. Thế còn ban nãy chị cũng đã nói rồi, tức là mình sẽ phải đánh giá giữa một bên là mình vì các con với một bên là điều kiện sống của mình hiện nay. Và cái nào là cái mình có thể chấp nhận được. Bởi vì trong cái lựa chọn, khi mà có nhiều những cái nó điều nó không tốt thì người ta chỉ có thể lựa chọn được một phương án đỡ xấu hơn thôi, chứ rất khó có được một phương án hoàn hảo em ạ. Nhớ. Thì trong trường hợp này chị thấy em có ba đứa con và em cũng đã nuôi nấng các cháu, và chị hình dung là là các cháu nó cũng hiểu em, thì em nên ngồi trò chuyện một lúc với cả ba đứa con nhé, trao đổi một cách thật là tỉ mỉ. Thế nhá. Cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Vâng, con hỏi em là như thế này chị. Bây giờ em bọn em đã lấy được 2-5 năm rồi, đánh nhau 3-4 năm rồi. Vâng. Vâng, em có một cháu trai, nhưng mà về tình quyết định là sẽ không lấy con thứ hai nữa, là tạm đi chị ạ.
cho bọn rồi. Nhưng mà vợ em bị yếu, nhưng mà không vừa bọn ấy. À, em là lấy vòng ra thì em không muốn có con thứ hai nữa, thì em muốn tính là tính theo vòng kinh, nhưng mà em không hiểu về cái này lắm, thì em hỏi chương trình tư vấn cho là nếu mình không muốn có con mà em tính theo vòng kinh là như thế nào nhỉ? Là vâng, là mình không can thiệp trước vòng kinh hay là sau vòng kinh? Vâng, tức là bây giờ bạn muốn tư vấn biện pháp tránh thai bằng cách tính vòng kinh đúng không ạ? Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Ờ, tôi chào bạn. Vâng. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em năm nay 30 rồi. Vợ bạn ý? Vâng, em cũng 30. À, vợ cũng 30. Thế vâng, bạn ý đặt vòng được mấy năm rồi? Cũng được 2 năm rồi chị ạ. Ừ, thế bạn ý đặt vòng thì nó làm sao em? Dạ. Bạn ý đặt vòng thì nó làm sao, nó có những cái biểu hiện khó chịu gì? Nó biểu hiện như là lên lưng hay là gì ốm thì nó đau hơn thường hay đau lưng đấy. Thường hay đau lưng á? Vâng. Chỉ có thế thôi á? Vâng. Ờ, thế chu kỳ kinh nguyệt của bạn ấy có tốt không? Có vấn đề gì không? Cũng tốt tuổi cũng đều chị. Thế à? Vâng. Ừ, chị nghĩ rằng là thực ra thì nhà em có lẽ là cũng nên cân nhắc lại cái vòng. Bởi vì là bạn ấy đặt vòng mà cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn ấy tốt, không bị rong kinh, rong huyết gì, thì cái đấy khá là tốt mà. Vâng. Chỉ ví dụ khi đặt vòng mà bị rong kinh, rong huyết, rồi là viêm nhiễm nhiều, thì lúc đấy mình mới ngại thôi. Chứ còn cái đau lưng thì nhiều người ta chẳng đặt vòng, người ta vẫn đau lưng mà. Đau lưng thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác lắm. Ví dụ nó phụ thuộc vào cái điều kiện lao động, phụ thuộc vào cái tư thế của cái người phụ nữ đấy nhiều mà. Nhá. Nên cân nhắc cái đó. Thế còn em hiện nay thì thực ra là em đang 30 tuổi. Cái độ tuổi mà cái hoạt động sinh dục nó khá là mạnh. Thế và nếu áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp tính vòng kinh thì cũng được, nhưng mà đấy là cái phương pháp mà nó nhiều rủi ro nhất, hay nói cách khác là tỷ lệ thất bại ở cái phương pháp này là cao nhất nhá. Phương pháp này chỉ áp dụng được với những cái người có vòng kinh đều đặn và có cái đời sống tình dục ổn định, thì người ta tính rằng là với những cái người mà có cái vòng kinh đều 4 tuần, tức là 28 ngày chẳng hạn, thì cái thời điểm mà không an toàn ý chính là tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt. Em hãy tính ở trên quyển lịch ý, xong em tính cái ngày đầu tiên mà vợ có kinh nó là ngày nào của cái chu kỳ kinh này, cho đến ngày đầu tiên của cái tháng tiếp theo, thì người ta gọi đấy là một chu kỳ kinh nguyệt. Và thông thường thì về mặt lý thuyết thì trứng nó sẽ rụng vào giữa của cái chu kỳ đấy. Nhưng mà vì muốn áp dụng cái biện pháp này để không có thai ngoài ý muốn thì thường các chị khuyên là phải áp dụng rộng hơn, tức là tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt, thì khi quan hệ tình dục ở thời điểm này mình phải áp dụng biện pháp tránh thai hỗ trợ. Có thể là phải dùng bao cao su, có thể là xuất tinh ngoài âm đạo. Chứ còn ở tuần thứ nhất, tức là sau khi sạch kinh một tuần, hoặc là chuẩn bị hành kinh trước khi hành kinh một tuần thì là tương đối an toàn. Trước kinh nguyệt một tuần hay là trước kinh nguyệt một tuần hay là sau kinh nguyệt một tuần là gì? Đúng rồi. Nếu như mà vợ không muốn đặt vòng ấy thì có thể đi tháo vòng ra và mình không áp dụng biện pháp đó. Tuy nhiên vợ em cũng có thể dùng một biện pháp khác, đó là dùng thuốc tránh thai. Vâng. Nhá, dùng thuốc tránh thai hàng ngày cũng được. Vâng vâng. Thì nhưng mà em vừa dùng thuốc ngày vợ em không uống được thuốc, em buồn nôn và thế. À thế à? Đã thử rồi à? Đã thử rồi nhưng không được đúng không? Vâng. Chắc là vợ cũng không được khỏe lắm hả? Vâng. Đấy, nhiều khi bạn ấy không khỏe thì bạn ấy hay có những cái cảm giác nó như vậy. Còn nếu như mà em áp dụng biện pháp bằng phương pháp tính vòng kinh thì phải kết hợp với xuất tinh ngoài âm đạo và đặc biệt là dùng bao cao su. Nên chia sẻ những cái khó khăn này với vợ. Vợ là một người có cái sức khỏe nó cũng không được tốt lắm. Thứ hai nữa là rất nhạy cảm với các cái phương pháp đặt áp dụng biện pháp tránh thai khác. Ví dụ như là uống thuốc thì buồn nôn, đặt vòng thì lại bị đau lưng. Chị đang hỏi là nếu mà trước một tuần hay sau một tuần thì người ta có hữu dụng không? Biện pháp này là tỷ lệ rủi ro cao nhất. Hay nói cách khác là dùng biện pháp tránh thai bằng phương pháp tính vòng kinh.
là cái phương pháp mà có tỷ lệ thất bại cao nhất, tức là khả năng có thai ngoài ý muốn cao nhất. Vâng, vâng, vâng. Ừ, nhé. Nếu cần em có thể đến trạm y tế cũng được. Các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho em kỹ hơn về các cái biện pháp tránh thai cho nó phù hợp với nhà em. Chào em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Câu hỏi của thính giả gọi điện đến từ Sơn La cũng đã kết thúc chương trình phát thanh trực tiếp của Sở Tình Yêu ngày hôm nay. Tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em, chồng của em năm nay 23 tuổi rồi. Nó không tiếp xúc nhiều với mọi người, giống như kiểu bị trầm cảm ấy, mà lấy chồng hơn một năm rồi mà chưa có con ạ. Và bây giờ thì bạn muốn là chương trình sẽ cho bạn lời khuyên để có thể là có những chia sẻ với em chồng của mình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Dạ vâng. Alo ạ, dạ em chào chị ạ. Chị chào em. Dạ chị ơi, cho em hỏi là em chồng của em năm nay 23 tuổi đấy chị. Nó không muốn nói chuyện với ai, nó bảo là đau đầu với nó nhiều, nó không muốn nói chuyện gì cả. Em ơi, nhưng mà cái việc này thì nó đã diễn ra lâu chưa em? Ngày thì nó còn đi học thì ở nhà với bố mẹ thì bố em cấm không cho tiếp xúc với bạn bè mấy đó. Rồi với chồng thì nó cũng chả muốn tiếp xúc với ai nữa. Tức là hiện nay là em chồng của em cũng vẫn lập gia đình như gì đúng không? Dạ vâng. Như thế chứng tỏ là có tiếp xúc, bởi vì là có tiếp xúc thì cũng mới thiết lập được một cái mối quan hệ với cái người yêu rồi cái người chồng bây giờ đúng không? Vâng. Thế nhưng mà có thể là cái mức độ tiếp xúc thì nó không được nhiều như là những cái người khác thôi. Chị hỏi một chút là thế cái mối quan hệ vợ chồng của cô như thế nào, quan hệ giữa cô với gia đình nhà chồng như nào, họ có phàn nàn gì không? Có nên bà phàn nàn nhiều lắm chị ạ. Thế hả? Tức là bà mẹ chồng thì phàn nàn. Ở trước mắt ý, thì những cái dấu hiệu mà để nói là có thể có một cái vấn đề gì đó về tâm lý không thì nó cũng chưa biểu hiện rõ rệt, bởi vì chỉ là ít nói thôi, không thích động chạm vào người thì có những người là như vậy em ạ, nhá. Người ta không thích người khác động chạm vào người đâu. Tuy nhiên thì cũng vẫn lớn lên bình thường này, rồi sau đó là có những cái mối quan hệ nó ở ít hơn một chút này, sau đó có lập gia đình này, và hiện nay thì về phía người chồng chưa có những tín hiệu gì thể hiện là một cái sự không hài lòng về mối quan hệ vợ chồng này cả, đúng không? Nhưng mà có một cái vấn đề với bà mẹ chồng than thở. Thế thì ở đây em cũng sẽ thấy là một người phụ nữ khi mới bước chân về gia đình nhà chồng, đúng không? Nó sẽ có những cái mà phải hòa nhập, và điều đấy cũng không dễ dàng. Thế và em chồng em thì lại hơi ít nói một chút, khó tiếp xúc một chút, nên chắc là cái hòa nhập còn khó hơn. Vì thế thì có thể em sẽ trò chuyện thêm với bà mẹ chồng để bà cũng thông cảm với em chồng của mình nhá. Rồi em cũng trò chuyện thêm với em của mình để xem là cái điều gì khiến cho cô đấy khó khăn khi bước chân về gia đình nhà chồng, có cần một cái sự trợ giúp gì từ phía người chồng hay không nhá. Đấy là một ý. Thế và ở đây thì nó lại có một vấn đề, đó là 2 năm và chưa có em bé, thì cái này lại là cái mà cũng cần lưu ý em chồng để xem có cần hai vợ chồng đi khám không, để xem vấn đề đó là như thế nào nhá. Thế chị cũng thấy là em là người chị chồng mà có một ý mong muốn rất là tốt đối với em chồng của mình, đã giúp đỡ cô ấy, thì đấy là một điều rất là tốt đấy ạ. Chứng tỏ tình chị em như thế là rất là quý hóa. Thì mình sẽ cố gắng làm sao lắng nghe cô ấy hơn để biết được là tâm tư của cô ấy như thế nào, trên cơ sở đấy có thể giúp cô ấy hơn nhá. Giờ chị chào em. Vâng, cảm ơn bạn đã quay điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình đi ạ. Vâng, em có một cô bạn gái cũ, lâu không gặp, bây giờ cô ấy chồng bỏ rồi, cô ấy đi theo em mấy ngày rồi. Vâng. Em không biết làm thế nào, chị sợ hạnh phúc gia đình đổ vỡ chị ạ. Vấn đề của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em ơi, hai người gặp lại nhau như thế nào mà cô lại cứ đi theo mình? Gặp nhau trên Facebook ạ.
À, thì từ chỗ là mình trò chuyện ở trên Face, nhưng mà sau đó thì lại có một cái hẹn ở bên ngoài à? Vâng ạ, vâng ạ. Ừ. Nó khổ cái là đi hẹn, nên là lại còn đi qua đêm. Ờ, rồi rồi. Nhưng mà em chủ động hẹn hay là cô đấy? Cô ấy ạ. Thế và mình cũng nhận lời. Gặp từ ngày học cấp 3 ạ. Ừ, đôi khi thì nó là cái tình cảm cũ mà, thì vào một cái lúc nào đó thì nó lại có thể là nó sống dậy rồi là đem lại cho mình những cái cảm xúc nó cũng dễ chịu, thoải mái, nhớ lại cái thời xưa vân vân đúng không? Ờ, vâng. Thế nhưng bây giờ thì em muốn dừng lại đúng không? Vâng ạ, ừ. Em cần ra để vợ em được biết. Cái việc mà vợ biết hay không biết thì cái này em phải nghĩ đến một cái nó sâu xa hơn là nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không. Và rất nhiều người người ta nói là không sợ ai mà sợ chính bản thân mình nhỉ nhá. Cái việc của mình không vững vàng trước những cái cám dỗ, trước những cái mời gọi mà nó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ấy em ạ. Mỗi một người sẽ có những giải pháp riêng, nó tương ứng với chính mình và với bạn gái của mình nhá. Có rất nhiều cách, ví dụ như là mình nói một cách rất thẳng thắn với bạn gái. À, có những trường hợp thì mình nói gần, nói xa thôi. Và điều quan trọng là khi mà người ta mời thì mình không đi nữa. Có đúng không? Ừ, đấy là những cái biện pháp. Cô ấy lên nhà chị ạ? Cô ấy lên nhà để cô ấy nói với vợ em là đã hai người đã đi gì? Vâng. Ờ, cũng có thể. Cô ấy sẽ nói, cô ấy bảo nếu không đến nữa là cô ấy sẽ nói. À, rồi rồi. Tức là có những trường hợp người ta rất mong muốn đạt được cái mục đích của mình thì người ta sẽ phải tìm đủ mọi cách để làm sao cho cái người trong cuộc ấy phải nghe lời người ta. Nhưng bây giờ thì em sẽ đánh giá đi xem là giữa cái việc mà em cứ đi nhiều lần đúng không? Vâng. Và rồi cuối cùng thì biết quả cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng bị lòi ra rồi, vợ em vẫn biết đúng không? Thôi, kể cả bạn mà lên bạn nói thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi tin rằng vợ tôi chỉ một lần chót dại của tôi thì vợ tôi sẽ tha thứ. Mình phải đánh giá được cái tình huống như thế, đúng không? Tức là mình phải kiên quyết. Thì có thể cô sẽ nghĩ lại và cô cũng sẽ không lựa chọn cái giải pháp ấy đâu. Bởi vì cái giải pháp ấy đôi khi nó không phải là hay cho chính cô ấy mà nhá. Ờ, chị mong em hãy vững tâm để làm sao mà gìn giữ được hạnh phúc gia đình nhá. Cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hòa Bình. Alo. Alo, chị ơi, cho em muốn gặp bác sĩ một chút ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi và sẽ có những cái tư vấn cho bạn. Xin mời chị. Vâng, tôi chào bạn. Vâng, các bác sĩ. Cháu với người yêu của cháu là hai đứa cháu yêu nhau được 3 năm rồi. Cháu cho người yêu cháu đi khám sức khỏe, đi khám ở bệnh viện nhiệt đới trung ương ấy, thì có kết luận là bị viêm tính với viêm gan B ạ. Ừ. Cháu muốn làm cái biện pháp như thế nào để can thiệp cho sau này mà em bé nó không bị truyền từ mẹ sang con ấy ạ. Đúng rồi, đang rất là lo đúng không? Thế bạn gái của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn gái của cháu hôm nay là 21 tuổi ạ. À, thế bạn bao nhiêu tuổi? Cháu hôm nay là 26 tuổi ạ. À, thế hai bạn làm nghề gì vậy? Cháu thì được trước thì cháu học y ạ. À, rồi. Ừ. Tại vì tôi thấy bạn ở Hòa Bình mà bạn rất là quan tâm tới các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe tiền hôn nhân như thế rất là tốt. Đúng là bạn học y, đồng ra là bạn cũng có kiến thức đúng không? Ừ. Tôi nghĩ là bạn học y thì bạn cũng rất là có thể nắm được những cái thông tin liên quan tới bệnh viêm gan B. Thứ nhất là hiện nay thì bạn gái mới chỉ là xét nghiệm HBsA dương tính thôi đúng không? Thì chỉ thể hiện là bạn ấy đã từng bị nhiễm virus viêm gan B. Thế nhưng mà em cũng rất cẩn thận, đã mang bạn gái xuống viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đúng không? Ở đấy thì chắc là sẽ làm một số các cái xét nghiệm chuyên khoa sâu hơn và chẩn đoán là nó virus nó đang ở thể lành tính, ở thể nằm yên. Thế thì thứ nhất là về phía em thì em có xét nghiệm của em không? Em thì ngày trước thì em cũng có chuyển tôi nghĩ là ta cũng xét nghiệm kỹ rồi, là làm kiểm tra kỹ hết rồi ạ. Em là âm tính à? HBsAg âm tính à? Vừa rồi thì cháu cũng đi hiến máu ở chỗ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ạ. Ừ. Cháu hiến máu ạ. Ừ. Về phía em ý, thì nếu mà em làm xét nghiệm rồi và âm tính với cả viêm gan B thì rất là tốt. Nhưng em cũng rất biết là cái virus viêm gan B nó sẽ lây từ người bệnh sang người lành là qua một trong những con đường, đó là quan hệ tình dục đúng không?
là nó lây qua đường máu, đường quan hệ tình dục và đường từ mẹ sang con. Đấy. Thế thì bây giờ đối với về phía nó có hai phần, một phần là về phía em, thì em phải đi tiêm vaccine phòng viêm gan B đi, nhá. Ừ, nếu kiểm tra lại, tôi nhớ là tầm tuổi như em ấy, tức là em sẽ sinh vào khoảng năm 91 gì đó, 90-91, thì lúc đó đã có chương trình tiêm chủng mở rộng rồi, thì không biết là bố mẹ đã tiêm cho chưa. Thế nếu như mà hỏi lại các cụ xem là có tiêm vaccine cho mình chưa, còn nếu không thì em sẽ đi tiêm vaccine phòng viêm gan B nhá. Ừ, theo cái lịch của nó, em có thể đến chỗ trung tâm y tế dự phòng của tỉnh ấy. Đấy, hoặc là ở các cái điểm mà tiêm vaccine dịch vụ thì người ta sẽ triển khai tiêm cái vaccine này, thì em sẽ tiêm luôn nhá. Đấy là tôi mở ngoặc ở trong cái trường hợp là em chưa có quan hệ tình dục với bạn gái. Đấy, thì em tiêm thì nó sẽ bảo vệ cho em là tốt. Thứ hai là đối với về phía bạn gái cũng không nên là quá lo lắng, bởi vì hiện nay không phải uống thuốc gì. Chủ yếu là bạn ấy sống bình thường với virus viêm gan B, nhưng cũng phải tìm hiểu thêm về cái chế độ dinh dưỡng, chế độ làm việc, chế độ luyện tập. Mục đích cuối cùng là không làm tăng gánh nặng cho gan, hay nói cách khác là nó không làm yếu cái sức khỏe của mình đi. Bởi vì khi mà sức khỏe của mình nó suy giảm, sức đề kháng của mình nó giảm, thì có thể là virus viêm gan B nó lại trở lại trong trạng thái hoạt động. Em hình dung là vì bây giờ nó đang nghỉ mà, thì lúc đó nó có thể nó sẽ gây bệnh lý cho gan. Nhưng mà rất nhiều người là có cái HBsAg dương tính nhưng mà hoàn toàn bình thường, và người ta chẳng có cái biểu hiện lâm sàng gì cả, nên mình không ngại nhá. Đối với bạn ấy thì khi các em vẫn quan hệ tình dục để các em có con bình thường, không có vấn đề gì. Khi bạn ấy sinh ý, thì phải lưu ý là phải sinh ở bệnh viện, tức là từ tuyến tỉnh trở lên. Đấy, thế sau đó thì khi mà đi quản lý thai nghén thì thông báo với bác sĩ là tôi có HBsAg dương tính. Cái lúc mà mình đi đăng ký quản lý thai ấy, thì bác sĩ người ta sẽ có những cái biện pháp người ta theo dõi, ngoài cái sự theo dõi phát triển của thai nhi, theo dõi sức khỏe chung của bạn ấy, thì có thể người ta sẽ theo dõi cả cái chức năng gan cho bạn ấy. Bởi vì khi mà có thai thì thường là các cái cơ quan trong cơ thể nó phải hoạt động nhiều lên so với bình thường nhá. Thế và quan trọng là lúc sinh thì sẽ chuẩn bị sẵn sàng một cái liều huyết thanh kháng viêm gan B. Thế và sau đó thì con sẽ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng bình thường, thì con sẽ có kháng thể và lúc đó thì sẽ an toàn cho con nhé. Ừ, không cũng không ngại quá đâu. Ừ, thế nhé, chào bạn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Vâng, em chào chị. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em chưa có người yêu rồi nhưng mà không biết làm sao mà em cứ để đến con trai nhiều hơn là con gái. Thì không biết đó có phải là người đồng tính hay không nữa, và lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến con trai thôi. Vâng, vấn đề băn khoăn của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Ừ, chị chào em. Dạ, chào chị ạ. Ừ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 22 chị ơi. À, em 22 tuổi. Ừ. Thế vậy em nói là em cũng đã có người yêu rồi. Dạ vâng. Ừ. Người yêu của em bao nhiêu tuổi? 20 tuổi chị ạ. À, 20 tuổi. Các em cùng học với nhau à? Hay là cùng đi làm? Dạ vâng. Dạ, học cùng nhau chị ạ. Ừ, học cùng nhau. Khi đấy thì cái tình yêu nó đến như thế nào? Dạ, cũng đến tự nhiên thôi. Nhưng mà yêu nhau được 2 năm thì không biết làm sao mà em cứ nghĩ đến con trai, thấy người nào đẹp trai thì em cứ nghĩ tới và cảm giác cứ yêu yêu. Tức là mình cảm thấy yêu yêu này, rồi mình thấy người nào đẹp trai. Đẹp trai theo cái kiểu như thế nào? To cao, đẹp trai và thấy dễ thương. Ờ, rồi. Ừ, to cao, đẹp trai, dễ thương. Và mình có một cái cảm giác là mình thấy rất là muốn gần gũi với người ta ấy nhỉ? Thế sau đó thì là em chia tay à? Thế đây 2 năm thì em có chia tay rồi. Ừ. Bởi vì cũng chuyện đấy luôn á. Tức là chuyện ấy là như thế nào? Em thể nói rõ hơn được không? Có một lần chỗ đám đông á thì em thấy một người con trai thì em lại gần và sờ sảm rồi là... À, tức là có cái động chạm đúng không? Ừ. Thấy như vậy cho nên là nghĩ em là người đồng tính nên chia tay luôn chị ạ. Ừ. Thế hiện tại bây giờ thì em có một cái dung cảm gì trước các cái cô gái khác không? Cũng không chị ơi, chỉ nghĩ đến con trai thôi. À, chỉ hoàn toàn nghĩ đến con trai thôi.
Về các cái cơ quan sinh dục ở trong người em thì như thế nào? Cơ quan sinh dục của em thì cũng hồi nhỏ cũng có và em cũng đã quan hệ rất là nhiều lần với bạn gái rồi. À, tức là các cái chức năng sinh lý của nó thì là bình thường. Và em cũng quan hệ với bạn gái bình thường. Và khi quan hệ thì cũng thấy thỏa mãn cả hai chứ, đúng không? Dạ vâng. Trong thực tế thì nó cũng có những cái trường hợp, tức là có một cái khuynh hướng về mặt giới tính, về mặt tình cảm ấy, theo cái hướng mà nó không giống những cái người bình thường khác, đó là cái tình yêu nó khác giới, mà có thể là có một cái tình cảm với cái người cùng giới. Thế nhưng mà lại có một cái về mặt khuynh hướng tình dục đấy, thì lại vẫn có thể là có cái quan hệ tình dục với cái người khác giới, như những cái người bình thường khác. Người ta gọi là những cái người tình dục nó lưỡng giới đấy. Và cũng có thể lại với người người đấy thì lại có mong muốn là quan hệ cả với cái người mà cùng giới với mình nữa. Thì trong trường hợp này thì em vẫn còn đương băn khoăn đúng không? Dạ vâng. Phải nhìn nhận một cách nó rất là thận trọng, có những cái cân nhắc rất kỹ, xem xét xem thật sự mình là ai đó. Chị thấy là em đã từng yêu một cô gái đúng không? Rồi cũng có cái quan hệ tình dục và cũng đem lại một cái sự thỏa mãn cho cả hai người. Vậy thì em hãy xem là liệu cái điều đấy nó có đem lại hạnh phúc cho em. Tất nhiên bây giờ thì em chia tay với người bạn gái kia rồi nhé, đúng không? Nhưng nếu như sau này mình yêu một cô gái khác mà tất cả những cái điều ấy nó cũng cứ diễn ra bình thường, mình tìm thấy những cái nét hay, nét đẹp ở cái người con gái mình yêu, rồi cùng nhau xây dựng gia đình, có con cái, thì mình có thể đem lại hạnh phúc cho họ hay không? Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Còn nếu như mình cảm thấy rằng là gần gũi được họ một cách rất bình thường như thế, nhưng mà tâm tư của mình đấy, mình lại không thể hướng đến họ được, mình lại hướng đến những người khác, thì mình lại phải tự xem xét xem bản thân xem là mình có liệu có một cái vấn đề gì với những người phụ nữ hay không. Bởi vì là trong những cái nguyên nhân mà người ta xem xét về vấn đề đồng tính luyến ái hay là tình dục đồng giới ấy, người ta nói đến nhiều các căn nguyên nó khác nhau. Chị nghĩ là trong khuôn khổ của một cái trao đổi ở trên đài như này nó rất là ngắn. Em nên đi đến các cái trung tâm mà tâm lý để mà thăm khám một cách nó rất là trực tiếp ý. Ví dụ như em có thể đầu tiên là đến các cái bệnh viện về nam học để xem xét những cái vấn đề về giải phẫu sinh lý, rồi về các vấn đề về hormone, rồi em đến các cái trung tâm tư vấn về tâm lý để em có thể là được các cái chuyên gia tư vấn một cách nó rất là trực tiếp, để mình có thể nhận biết được về mình một cách rõ ràng, và khi đó thì mình sẽ chọn mình là ai một cách rất là tự tin và không còn băn khoăn nữa. Bởi vì là nếu như khi mình chọn mình là ai mà mình vẫn còn không yên tâm, mình vẫn còn lo lắng ấy, thì chính cái điều đấy lại tạo ra một cái nhìn nó không tốt từ phía xã hội đối với mình không tự tin được em ạ. Rồi em cảm ơn chị, cảm ơn em. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Đắk Lắk. Alo. Alo. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Chương trình, chào bác sĩ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi của anh ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, xin chào anh. Bác sĩ cho em hỏi là thằng con em năm nay nó 5 tuổi rồi, mà nó bị hẹp bao quy đầu á. Dạ, mà nó lâu ra rồi, nhưng mà sau này nó có ảnh hưởng gì đến sinh lý với sức khỏe ạ? Rồi. Dạ, câu hỏi thứ hai thì vợ chồng sinh hoạt ấy, mà trước kia thì khi mà sinh hoạt ấy, thì nó ít là nước, bây giờ là nước nhiều lắm mà không biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe gì. Thứ nhất là về vấn đề con trai của bạn ấy. Thì cháu nó là 5 tuổi rồi đúng không? Và nó bị hẹp bao quy đầu. Bạn cũng đã xử lý cho nó rồi. Thế hiện nay là nó lộn được hẳn ra ngoài rồi đúng không? Dạ, lộn nó rồi. Mà nó bây giờ nó hay đái dầm. Nó đái 2-3 lần. Thứ nhất là về cái vấn đề hẹp bao quy đầu ấy. Thì đã lộn được ra rồi là mình phải rất chú ý. Khi mình tắm cho con, mình vệ sinh cơ quan sinh dục cho con, thì mình phải lộn nó ra thường xuyên. Để làm gì? Để cho nó không bị hẹp lại. Có những cái trường hợp mà thậm chí kể cả mổ cắt rồi ấy, mà mình chăm sóc không tốt, mình không để cho nó làm được tự nhiên thì có thể nó cũng có cái trường hợp nó bị hẹp lại đấy. Thế cho nên là từ bây giờ là phải chăm sóc cho con rất là kỹ cho đến tận khi mà con tự tắm. Thậm chí là khi con đã tự tắm rồi, mình cũng phải hướng dẫn cho con để con tự lộn ra và con vệ sinh được cơ quan sinh dục. Nó vừa sạch. Thế và nếu như đã can thiệp để cho mà nó hết được cái trường hợp hẹp bao quy đầu thì sau này con bạn hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng cả.
nhá. Dạ, nhưng cái riêng là không ảnh hưởng sinh lý sau này gì ạ? Không ảnh hưởng gì, vấn đề sinh lý nó lại không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái chỗ hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu thì cái biến chứng mà nó hay gặp nhất chính là nó ứ đọng các cái dịch, cái nước tiểu ở đấy mà nó không được giải thoát hết thì nó sẽ gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Thế còn cái việc mà liên quan tới sinh lý ấy, thì nó lại phụ thuộc vào cả yếu tố bên ngoài và cả yếu tố bên trong. Đấy, nó phụ thuộc nhiều, ví dụ vào tinh hoàn này, vào nội tiết này, rồi vào hoạt động của các cái cơ quan liên quan tới hệ sinh dục, chứ không phải chỉ có mỗi cái chuyện hẹp bao quy đầu. Nhá. Thế cho nên là mình có thể yên tâm, trước mắt cứ hỗ trợ cho con như vậy và hướng dẫn cho con các cái biện pháp. Và sao nó đái dầm nhiều ấy, bác sĩ? Nó đái dầm, nó đái dầm thì mình lại phải xem lại. Nó có thể là do cái mùa này nó ít ra mồ hôi ấy, bởi vì nó là mùa nó hơi lạnh lạnh rồi. Thế vào buổi tối thì bạn đừng cho con uống nhiều nước nữa. Nhá. Không, nó đái quanh năm vậy bác sĩ ạ. À, nếu như mà nó thường xuyên bị cái tình trạng đấy kéo dài rồi thì bạn lại phải cho con đi khám, bởi vì nó có thể nó là cái bệnh lý mà nó gây ra cái hiện tượng đái dầm như thế. Phải đưa con đến những cái bệnh viện chuyên về khoa nhi. Nguyên nhân có thể đến từ cơ quan của hệ tiết niệu, nó có thể đến từ cơ quan của hệ sinh dục. Thế cho nên là tốt nhất là phải mang con đi để các bác ý kiểm tra cho con xem là nó là ở đâu đã, thì mới xử lý được cho con nhá. Thế còn quay trở lại câu hỏi thứ hai của bạn là về cái câu chuyện của vợ bạn đúng không? Dạ. Ừ, vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, 33. 33 hả? Các bạn có mấy cháu rồi ạ? Dạ, 2 cháu ạ. Cháu 5 tuổi này là cháu lớn hay cháu bé ạ? Cháu lớn ạ. À, cháu lớn. Vâng, thế thì cháu nhỏ thì mấy tuổi rồi ạ? Nó nhỏ mới được 15 tháng ạ. À, mới được có 15 tháng rồi ạ? Dạ. Ừ. Bạn lo lắng cái gì về vấn đề của vợ vậy? Vợ thì bị viêm đường tiết niệu quá. À, đã từng bị viêm đường tiết niệu. Dạ, thì đã chữa trị rồi, thì lúc nó được sinh hoạt thì nó bình thường à. Vâng. Sau khi mà chữa khỏi rồi á, là sinh hoạt nó ra nhiều nước lắm. Không biết là nó nguyên nhân là tại sao nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà sinh lý gì không? Ừ, thế ngoài cái lúc mà không quan hệ vợ chồng thì nó có ra nước gì không? Không, là bình thường. À, thế à. Thế chỉ có lúc quan hệ nó mới ra nước thôi à? Dạ, dạ. Nước ấy là nước của mình mà. Không, vợ... Nước ấy là nước của bạn ấy. Bạn vừa nói với tôi là chỉ khi nào bạn quan hệ tình dục thì vợ bạn mới ra nước thôi mà. Không, nước mới dạo đầu ạ. Bây giờ nó không ra nước thì bạn lấy cái gì để quan hệ? Không, kia nó la bình thường như lúc trước thì nó ít, nhưng bây giờ nó la nhiều, nó la như kiểu bị đái vậy. Nó có cái trường hợp như thế này. Một là trường hợp sinh lý bình thường, hai là trường hợp bệnh lý, đúng không? Thế thì một người như vợ bạn ấy mà khi mà ở bạn kích thích được cho cô ấy để có thể nó tiết được ra cái dịch sinh dục đến mức độ như vậy thì cái chất lượng quan hệ tình dục của các bạn như thế là làm cho cả hai đều cảm thấy thoải mái, đúng không? Và không có cản trở gì tới cái hành vi quan hệ tình dục, bạn không phải lo lắng gì cả. Còn ví dụ không, bạn không kích thích, bạn không làm gì mà cô ấy vẫn ra nước nhiều như vậy thì nhiều khả năng có thể cô ấy là viêm nhiễm cơ quan sinh dục gì đó. Còn trong trường hợp như của bạn bây giờ, có thể cuộc sống nó ổn định hơn, con cái thì cũng đã đầy đủ rồi, không phải lo lắng gì các cái biện pháp này nọ, ví dụ như thế. Bây giờ cô ấy cảm thấy là cô ấy bắt đầu biết được hưởng thụ chất lượng của cuộc sống chẳng hạn. Đấy, nó có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động tới người phụ nữ. Và khi mà các bạn quan hệ tình dục thì thường các bạn phải trải qua 4 giai đoạn mà bạn rất là biết rồi, đúng không? Đầu tiên là giai đoạn kích thích này, sau đó thì giai đoạn hưng phấn này, rồi đến các cái giai đoạn để bạn quan hệ tình dục, và cuối cùng là giai đoạn kết thúc. Thì ở tất cả các cái giai đoạn đấy mà bạn vợ bạn hợp tác được với bạn, nó thể hiện ngay là cái cơ thể cô ấy đáp ứng với những cái kích thích của bạn. Thì khi mà cô ấy đáp ứng thì nó biểu hiện bằng cái dịch sinh dục nó ra nhiều như thế, mình không có ngại gì cả. Thế còn khi mà nó bình thường nó cũng ra như thế, hoặc là dịch bất thường có màu xanh, màu vàng, hoặc là cô ấy có những cái biểu hiện khác như là ngứa, đau, rát đấy, rồi tiểu buốt, tiểu sắt, vân vân, thì lúc đó thì mình cần phải đi khám và kiểm tra xem là cơ quan sinh dục có vấn đề gì không nhé. Còn hiện nay như thế thì không có gì phải ngại mà. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải.